Đây là những linh hồn đang trên con đường rời trần gian để đi đến âm phủ. Trong số họ có những linh hồn đang mang trong lòng những ước nguyện đến cháy lòng mà khi còn sống họ không thể thực hiện được. Và một trong những linh hồn đó chính là người phụ nữ này, vì nỗi nhớ thiết tha với đứa con đang còn ở trần gian của mình. Mà cô ta đã không tiếp tục con đường đi xuống suối vàng như những người khác, mà chọn một con đường đầy gian nan và khó khăn. Cô ta phải vượt qua những cơn bão tuyết dữ dội và chinh phục những hẻm núi với một biển lửa bên dưới để đến được một tiệm chụp ảnh chỉ dành cho những người đã khuất. Và ở nơi này có một chiếc máy ảnh không chỉ giúp chụp ảnh cho người đã mất, mà còn có thể hồi sinh được người đã khuất. Bây giờ thì cũng đang có một người đàn ông đã tìm đến nơi này với ý định đánh cắp chiếc máy ảnh thần kỳ đó. Và tất nhiên việc này là chuyện không hề dễ dàng. Những luồng khói đen bay vụt đến chỗ linh hồn của người phụ nữ, và đó chính là sứ giả canh giữ chiếc máy ảnh quyền năng. Ngài sứ giả bắt đầu trừng phạt linh hồn của người phụ nữ vì đã dám bén mảng đến chỗ này, nhưng lúc quay lưng lại thì chiếc máy ảnh quyền năng đã bị người đàn ông lấy đi mất. Ông ta bị sứ giả đến từ địa ngục đuổi theo, khiến ông ta bị vấp ngã xuống một dốc núi. Lúc này thì chiếc máy ảnh cũng phát sáng và tỏa ra sức mạnh đầy quyền năng. Người đàn ông này về nhà và nhìn thấy đứa con trai của mình đang trong tình trạng hấp hối. Ông ta liền đặt tay con trai mình lên chiếc máy ảnh và bảo: "Cha đã xông vào tận âm phủ để lấy trộm thứ này về đấy. Bây giờ thì vị sứ giả cũng đến nơi, rồi bắt đầu trừng phạt người đàn ông này và đóng băng mọi thứ." Ông ta liền nhận lỗi việc đã lấy cắp chiếc máy ảnh để cứu sống con trai mình và van xin sứ giả hãy giúp con trai tiểu nhân được sống đến 35 tuổi như tiểu nhân, cầu xin ngài. Vị sứ giả đồng ý lời thỉnh cầu nhưng quyết định trừng phạt tất cả hậu duệ đời sau của người đàn ông này đều phải có số đoản mệnh và cuộc sống ngắn ngủi. Khi ông ta chấp nhận sự trừng phạt này, thì một luồng ánh sáng bay ra từ chiếc máy ảnh đã giúp đứa con trai được hồi sinh, nhưng kể từ đó thì một lời nguyền cũng được giáng xuống những đời sau đến tận cả trăm năm. Trải qua hàng trăm năm cha truyền con nối, thì chiếc máy ảnh cũng truyền đến đời của chàng trai Seokiju và anh chàng vẫn tiếp tục hành trình ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng cho người đã khuất. Rất nhiều linh hồn với những tâm nguyện cháy bỏng đã tìm đến tiệm chụp ảnh ma quái này để nhờ Kiju chụp cho họ một bức ảnh ký ức mà họ đã không thể chụp được khi còn sống. Và tiệm chụp ảnh chỉ mở cửa về đêm, chính vì vậy mà sáng hôm sau khi đang tham dự một buổi cầu nguyện tại một lễ đường cùng những tín đồ khác, thì Seokiju lại ngủ gục trên bàn vì thiếu ngủ trầm trọng. Lúc này thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, nhưng lại là tiếng gõ vào bàn của cậu trợ lý hồn ma Go Sung Ho. Để đánh thức Kiju tỉnh dậy vì đang có khách hàng chờ đợi tại tiệm chụp hình ma quái, Kiju bắt đầu lẩm bẩm nói chuyện một mình và yêu cầu Sung Ho hãy đuổi vị khách đó về vì hôm nay là ngày nghỉ mà, trong sự bất ngờ của những người có mặt nơi này. Lúc này thì anh chàng bảo vệ của tiệm chụp ảnh là Nam Gu cũng bước vào, sau đó thì nhấc bổng Kiju lên, anh chàng bắt đầu bay lơ lửng ra bên ngoài và liên tục yêu cầu được ở lại thêm 30 phút nữa thôi, khiến tất cả các tín đồ ở nơi này vô cùng kinh ngạc và nghĩ đây là một phép màu mà bề trên đã giáng xuống. Kiju về tiệm chụp ảnh và khoác lên người bộ đồ vest của chú rể. Sung Ho yêu cầu Kiju hãy tiến vào gặp cô dâu. Khi anh chàng tỏ ra không hợp tác thì Sung Ho giải thích: "Cô ấy mới có 32 tuổi mà đã qua đời rồi, lại chưa từng một lần được nắm tay đàn ông nữa. Anh ráng chịu đựng 3 giây thôi để giúp hoàn thành tâm nguyện cho người ta đi mà." Kiju nhìn về hướng của cô dâu thì thấy cô ta cũng không đến nỗi nào, nên cũng chấp nhận sẽ chịu đựng 3 giây. Nhưng khi cả hai vừa định chạm môi nhau để chụp một bức ảnh, thì cô gái ma nữ đồng trinh bắt đầu hiện nguyên hình về với dáng vẻ mà cô ta đã có trước khi mất, khiến Kiju vô cùng hoảng sợ nên nói với Sung Ho: "Muốn hôn thì cậu đi mà hôn." Cô gái ma nữ đồng trinh vô cùng tức giận rồi ném bó hoa xuống. Sau đó thì giông tố bắt đầu nổi lên, cô ta tặng cho Jisoo một cú tát rồi bóp cổ anh chàng, sau đó thì lại nhấc bổng Jisoo lên rồi thực hiện một nụ hôn để hoàn thành tâm nguyện của mình. Nhưng anh chàng Nam Gu đã ngăn cản và dùng thân thủ hồn ma của mình rồi đánh cô gái ma nữ đồng trinh văng thật xa. Cô ta liền hét lớn tên của Kiju và hứa sẽ phá nát hết tất cả, sau đó thì lại bị anh chàng Nam Gu tống cổ ra bên ngoài. Vì trải qua cú sốc quá lớn nên anh chàng Kiju đã bị đổ bệnh và được cậu ma nam Sung Ho chăm sóc tận tình và hạ sốt cho. Sung Ho hỏi sao cậu không cắn răng hôn một cái để cho hồn ma trinh nữ đó có một tấm hình kỷ niệm và được an lòng xuống suối vàng. Anh cũng biết từ chối yêu cầu của khách hàng sẽ có hậu quả gì rồi mà, nghe nói những hồn ma trinh nữ một khi đã hận tình thì không siêu thoát được đâu. Như tôi đây này, vì tìm kiếm cô gái mối tình đầu mà 3 năm nay tôi chưa đi đầu thai được đấy thầy. Lúc này thì Sung Ho ngửi được có mùi khanh khét đâu đây, sau đó thì nhìn thấy lửa đang bốc lên bên ngoài. Kijun và Sung Ho liền chạy ra ngoài và dùng nước để dập lửa, thì thấy cô gái hồn ma đồng trinh đang bay lơ lửng bên trên với gương mặt sắc lạnh như tiền. Một lúc sau khi tất cả đã tan tành mây khói, thì bà chủ nhà chạy đến và mắng mỏ Kiju: "Cậu đã làm gì trong tiệm ảnh đó để nhà tôi ra nông nỗi này, cậu cuốn gói đi ngay cho tôi." Anh chàng liền hỏi về tiền đặt cọc thuê nhà, thì bà chủ nhà bảo nó vừa đi theo ngọn lửa kia rồi, giờ mà còn dám mở miệng hỏi tiền cọc nữa hả, biến ngay cho khuất mắt tôi. Lúc này thì có một người phụ nữ đang chăm sóc người chồng bị bại liệt trên giường bệnh. Cô vợ tiến hành cạo râu sạch sẽ cho người chồng Park Song Jun. Anh ta bắt đầu cử động đôi mắt nhưng rồi cũng nhắm mắt lại. Cô vợ cầm chiếc gối lên và nói dừng lại thôi mình à. Sau đó thì hạ chiếc gối xuống. Ngày hôm sau có một bà lão đi lên một căn nhà trên gác mái
và liên tục gõ cửa để yêu cầu cô cháu gái Han Bom đang ở bên trong phải trả tiền thuê nhà đã nợ mấy tháng nay và thông báo bà sẽ cho thuê lại căn nhà này. Cô luật sư Han Bom bước ra thì thấy bà của mình đã dán tấm giấy thông báo phòng đang trống cần cho thuê. Han Bom liền xé tờ giấy này và quyết tâm mình phải đậu buổi phỏng vấn ngày hôm nay để khiến bà phải bất ngờ, sau đó thì phát hiện đã trễ giờ phỏng vấn rồi. Ki-ju và cậu ma nam Sung-ho bắt đầu thu dọn những đồ đạc còn sót lại trong tiệm chụp ảnh của mình. Ki-ju nhờ và cậu nhân viên văn phòng Sung-ho hãy tìm một căn nhà mới cho mình. Sau đó thì Sung-ho nhận được thông báo từ một ứng dụng thuê nhà và có một văn phòng cho thuê giá siêu rẻ. Ki-ju nghi ngờ nó bị ma ám nên giá mới rẻ như thế và quyết định sẽ một mình đến đó xem thử. Sung-ho liền đưa cho Ki-ju một bộ dụng cụ trừ tà, nhưng anh chàng khẳng định mình bị ma đeo bám suốt 20 năm rồi nên chẳng bị sao đâu. Sau đó thì Ki-ju tự tin một mình đi đến tòa nhà và tiến vào bên trong. Thì thấy trong tòa nhà này có rất nhiều hồn ma rất dưỡng, thậm chí nó còn đông hơn cả những người trần mắt thịt có mặt tại nơi này nữa. Ki-ju định bước ra ngoài nhưng bị một cô ma nữ và rất nhiều hồn ma khác chặn đầu. Anh chàng liền bỏ chạy thì lại bị một anh security ma nam chặn đầu. Nên Ki-ju liền chuyển hướng và đi vào một chiếc thang máy. Khi đã kịp thời đóng cửa thang máy lại, thì đột nhiên hệ thống điện trong thang máy lại bị chập mạch. Một anh ma nam khoe tấm thẻ làm giám đốc tài chính của mình ra và kêu gọi Ki-ju hãy đầu tư giúp tôi đi. Anh ma nam túm lấy Ki-ju và than vãn, tôi đã trễ lương nhân viên 6 tháng rồi. Tiền học phí của các con thì cũng chưa thể đóng được, anh đã bảo là sẽ đầu tư cho dự án của chúng tôi mà. Sao lại ăn cắp kỹ thuật của chúng tôi rồi đem đi bán chứ? Thang máy bắt đầu đi lên bên trên, rồi rơi tự do xuống bên dưới. Lúc này thì cô luật sư Han Bom cũng đến tòa nhà này và bấm thang máy để lên bên trên cho kịp buổi phỏng vấn xin việc của mình. Khi thang máy mở cửa ra thì chạm mặt một anh chàng có một mái tóc xoăn. Han Bom bước vào bên trong thì Ki-ju liền ôm lấy cô nàng để né khỏi ông ma nam chưa được siêu thoát kia. Ông ta định xông tới, nhưng một ma lực nào đó đã hất văng ông ta bay ngược về phía sau, rồi thang máy cũng đóng cửa lại. Ki-ju liền hỏi cô là gì vậy? Cô nàng rất bất ngờ nhưng vội vàng bấm tầng số 12 để kịp đi lên buổi phỏng vấn. Ki-ju định lên tiếng giải thích thì Han Bom bảo tôi không mua đâu. Sau đó cô nàng tức tốc chạy ra ngoài để kịp giờ phỏng vấn. Cô lễ tân đưa cho Han Bom bảng tên ứng viên và bảo thang máy bị hỏng mà sao cô lên sớm thế. Lúc này thì Han Bom nhận được tin nhắn của cô chị luật sư Sumi gửi cho một bài báo về vụ án đang gây rúng động mạng xã hội. Không có bất kỳ điểm khả nghi nào nhưng nghi phạm lại nhận tội. Han Bom click vào bài báo thì thấy vụ một người vợ bị nghi là sát hại người chồng bị liệt của mình với nhiều tình tiết khả nghi. Han Bom liền nhớ lại ngày xưa khi làm công tố viên thì mình đã không cứu sống được một người đàn ông đang bị chịu án oan. Khi cô lễ tân mời Han Bom đi vào buổi phỏng vấn thì cô chị luật sư lại nhắn tin nếu không có luật sư bào chữa thì vụ án sẽ chuyển qua cho bên ông sếp cũ ở viện công tố của em ngày xưa đấy. Chị sợ lại có người bị oan ức nữa, em có thể đến ngay được không? Ki-ju đi đến một gian hàng bán bánh gạo cay của một bà lão, rồi mua một phần bánh gạo và cơm cuộn. Sau đó thì yêu cầu đợi một chút đã, Ki-ju lấy ra một nén nhang, sau đó thì thắp lên khiến bà lão bán bánh gạo rất bất ngờ. Sau khi đã hành lễ xong thì Ki-ju đưa đồ ăn cho một anh ma nam là một chuyên viên tư vấn bất động sản. Ki-ju lên tiếng phàn nàn vì văn phòng vừa nãy không đẹp như trong hình và yêu cầu anh ma nam phải giới thiệu cho mình một căn nhà khác rẻ hơn để ở trong 105 ngày tới. Bà chủ bán bánh gạo xuất hiện và bảo tôi có nhà cho cậu thuê đấy. Bà lão dẫn Ki-ju đi lên những bậc thang dài chót vót, sau đó thì cũng lên được đến nơi. Bà lão dẫn Ki-ju đi vào một căn nhà kho với đầy máng nhện răng khắp nhà và hứa sẽ cho anh chàng thuê với giá rẻ nhất có thể. Ki-ju nhìn thấy cánh cửa một căn phòng thì thấy nó rất hợp cho tiệm chụp ảnh của mình nên liền hỏi. Cháu có thể ký hợp đồng thuê 105 ngày được không? Bà lão bảo cậu nói như người sắp rời khỏi thế gian này vậy. Thôi được rồi, nhưng cậu có cần tìm nhà để ở luôn không? Han Bom đi đến đồn cảnh sát thì anh thanh tra bảo cô Giang Bo-ja một mực không chịu gặp ai và cũng nói không cần luật sư biện hộ gì cả. Han Bom liền xin được gặp mặt để thuyết phục cô ấy ủy quyền cho tôi. Han Bom bước vào phòng hỏi cung và lên tiếng chào hỏi, thì cô vợ Giang Bo-ja liền đá mạnh chiếc ghế và bảo cô không cần ngồi đâu vì tôi đã giết chồng mình. Han Bom nhẹ nhàng kéo chiếc ghế lại rồi ngồi xuống. Cô vợ tiếp tục bảo tôi không cần luật sư gì cả, chính tôi đã ra tay với chồng mình. Rốt cuộc các người bắt tôi phải thừa nhận bao nhiêu lần nữa đây, ngày nào tôi cũng phải nói chuyện với người đàn ông im hơi lặng tiếng. Tôi đã dành hết tuổi trẻ của mình tắm rửa và đúc ăn từng muỗng, rồi phải còng lưng để thanh toán cả tiền viện phí trong 5 năm trời cho anh ta. Cô có biết chuyện đó đáng sợ đến cỡ nào không? Han Bom liền bật cười nhẹ một cái rồi bảo, tôi đã bỏ một buổi phỏng vấn quan trọng để đến đây, mà lại gặp một bị cáo cứ khăng khăng là mình có tội. Nhưng ai nhìn vào cũng biết nó rất đáng khả nghi, tôi là luật sư Han Bom, tôi sẽ cố gắng tìm hiểu xem cô có phải là hung thủ thật sự hay không. Ki-ju và cậu trợ lý ma nam Sung-ho bắt đầu sắp xếp đồ đạc cho tiệm chụp ảnh ma quái của mình. Anh chàng mở chiếc hộp chứa đồ vật kỷ niệm của mình ra, thì thấy tấm tờ rơi tìm ông chú Seok-ki-won 35 tuổi bị mất tích của mình ngày xưa. Ki-ju liền nhớ lại lúc nhỏ khi bố của mình đã qua đời một cách không rõ nguyên do ở tuổi 35. Thì chú Ki-won đã đến lễ tang và ôm mình vào lòng. Kể từ đó thì mình cũng liên tục bị ma quỷ vây quanh và đeo bám, và luôn được chú Ki-won ra tay bảo vệ.
nhưng rồi thì chú ấy cũng mất tích một cách đầy bí ẩn khi chưa kịp vượt qua con số tuổi 35. Và mình đã kế thừa chú mình trở thành thợ chụp ảnh đời thứ 7 của gia tộc họ Seo để giúp những người đã mất có được khoảnh khắc cuối cùng với người thân của mình. Bây giờ thì anh chàng Nam Gu cũng xuyên tường bước đến và thông báo tiệm đã sẵn sàng mở cửa rồi. Sau đó thì màn đêm cũng bắt đầu buông xuống, cậu trợ lý Sung Ho vén bức ảnh lên, anh chủ tiệm bắt đầu mở cửa tiệm chụp ảnh ma quái của mình ra. Ở bên trong có một lối đi được nối với cánh cửa của âm phủ mà người đã mất sẽ tìm đến trong vòng 3 ngày trước khi họ được siêu thoát về nơi suối vàng. Lúc này thì ông chồng Park Song Jun đang cùng dòng người rời khỏi thế gian để đi đến âm phủ, đột nhiên anh ta cảm thấy trong lòng trào dâng một khát vọng mãnh liệt, nên liền quay ngược lại và vượt qua cơn bão tuyết, sau đó thì đi xuyên qua một cánh rừng, khi nhận thấy những luồng khói đen đang đuổi theo mình, thì anh ta liền mở một cánh cửa để đi vào bên trong. Sau đó thì đi đến một nơi treo đầy những bức ảnh và chạm mặt ba chàng thanh niên ở tiệm ảnh này, anh chủ tiệm giới thiệu đây là tiệm chụp ảnh nằm giữa trần gian và âm phủ. Chúng tôi sẽ giúp chụp bức ảnh cuối cùng mà quý khách muốn đem theo. Hồi ức cuối cùng mà quý khách muốn lưu giữ khi còn sống là gì vậy? Anh chồng liền bảo xin hãy đưa vợ tôi ra ngoài. Ở đồn cảnh sát đang giam giữ cô vợ Giang Boza, khi anh thanh tra đang ngủ vật vờ, thì cánh cửa căn phòng tự động được mở ra. Anh chàng Nam Gu bắt đầu tìm kiếm những tập hồ sơ, sau đó thì cũng thu về tay được tập hồ sơ vụ án của anh Park Song Jun. Ki Ju bắt đầu đọc hồ sơ, người vợ đã thú nhận dùng gối làm người chồng bại liệt ngừng thở, do gánh nặng tiền bạc và áp lực phải chăm sóc chồng nhiều năm liền, Ki Ju liền bảo không được. Chúng tôi chỉ là tiệm chụp ảnh thôi, không phải luật sư, làm sao chúng tôi đưa cô ấy ra ngoài được chứ? Anh làm thế vì muốn trả thù vợ mình sao? Anh chồng liền bảo vợ tôi không có giết tôi đâu. Bây giờ thì cô luật sư Han Bom cũng đang vừa ăn mì gói vừa nghiên cứu lại hồ sơ vụ án này, sau đó thì nhìn thấy bàn chân đầy sẹo của anh chồng và luôn được đeo đôi tất ở chân. Ngày hôm sau thì Ki Ju diện một bộ đồ vest công sở chỉnh tề đi vào đồn cảnh sát, anh trợ lý Sung Ho liền đưa cho anh chủ tiệm một ít đậu đỏ và muối để giúp Ki Ju tránh xa ma quỷ. Anh chủ tiệm ảnh liền cười khỉnh một cái, thì phát hiện anh bảo vệ Nam Gu cũng đã lận trong người những lá bùa để diệt trừ yêu ma. Sung Ho giải thích hai chúng tôi là những con ma thiện lành nhận được sức mạnh linh thiêng từ chiếc máy ảnh nên mới đụng được vào những món đồ trừ tà này, sau đó cả ba tiến vào bên trong. Ki Ju giới thiệu mình là luật sư của cô Giang Boza, nhưng anh thanh tra bảo luật sư của cô ấy là con gái mà, Sung Ho liền nhập vào thân thể của anh thanh tra này. Sau đó thì tỏ ra phấn khích khi mình đã trở thành một cảnh sát siêu ngầu rồi, anh chàng trợ lý hí hửng dẫn Ki Ju vào bên trong. Nhưng tìm kiếm mãi mà không biết căn phòng nào đang giam giữ cô Giang Boza, khi vừa mở cửa được đúng căn phòng thì lại thấy bốn con ma đang phục kích bên cạnh cô Giang Boza. Cả hai liền cổ vũ cho anh bảo vệ Nam Gu hãy cố lên, anh chàng bước vào và xin hỏi mượn chỗ này một giờ, nhưng bọn chúng vẫn tấn công và bị Nam Gu quật ngã trong vòng vài nốt nhạc ngắn ngủi. Khi tất cả đã tan biến đi thì anh luật sư Ki Ju mới dám bước vào bên trong. Ki Ju thông báo anh Park Song Jun cử tôi đến đây vì anh ấy muốn chụp ảnh cùng cô, hôm đó chồng cô đã chứng kiến tất cả. Đêm đó cô đã cầm chiếc gối lên nhưng đã dừng tay, vì sợ phải chứng kiến người mình yêu chết trong tay mình, nên cô đã bỏ chạy ra bên ngoài. Lúc ấy thì anh Park Song Jun đã tỉnh lại. Anh ta đã bật khóc và dùng mọi sức lực của mình có để rời khỏi giường và tự qua đời. Khi người ta chết đi thì họ sẽ mang theo từng ký ức của cuộc đời xuống suối vàng. Chị có cam tâm khi ký ức cuối cùng của anh Park Song Jun lại là hình ảnh vợ mình đã cố sát hại mình không? Nhưng anh ấy đã nói với tôi rằng, dù Boza có muốn giết tôi hay không thì cũng chẳng quan trọng nữa. Từ giờ tôi chỉ muốn Boza của tôi được hạnh phúc mà thôi. Chồng chị đã mong ký ức cuối cùng của anh ấy thật đẹp đẽ. Chúng tôi sẽ giúp chị được từ biệt anh ấy lần cuối. Chồng của chị đang đợi chị đó. Cô vợ liền túm cổ áo của Ki Ju và hỏi, cậu là ai vậy hả? Lúc này thì Han Bom cũng đi đến đồn cảnh sát và yêu cầu anh thanh tra hãy cho phép mình được gặp cô Giang Boza. Anh thanh tra bảo cô Boza đã gặp luật sư của cô ấy rồi. Sau đó anh ta mới hoàn hồn lại và tự hỏi, tại sao mình lại đứng ở đây vậy? Han Bom đi vào phòng giam và yêu cầu Boza hãy bình tĩnh và buông tay ra. Nhưng cô vợ vẫn tỏ ra bấn loạn và thông báo tôi sẽ tiếp tục giữ im lặng. Ki Ju tiếp tục nói với cô vợ Boza, canh đậu tương phủ đầy trứng cá với cơm trắng đã chuẩn bị sẵn rồi. Và đó cũng là câu nói mà cô vợ đã nói vào ngày cuối cùng, trước khi ông chồng đi ra ngoài làm việc và bị ngã xuống vì lao lực. Ki Ju đưa tấm danh thiếp cho cô vợ và bảo chỉ có một cơ hội duy nhất thôi. Sau đó thì nói với Han Bom, cô hãy phát huy khả năng luật sư của mình. Vì khách hàng ma của tôi không còn nhiều thời gian nữa, sau đó anh chàng bước đi ra ngoài. Còn cô vợ Boza thì ngồi xuống và bật khóc nức nở. Han Bom đưa ra tấm hình và hỏi, tại sao cô lại đeo tất chân cho anh ấy? Lúc thuê người chăm sóc cho chồng mình cô cũng không cho họ động vào tất chân của anh ấy. Có phải cô làm vậy vì không muốn người khác nhìn thấy đôi chân của chồng mình đã bị bỏng do hỏa hoạn vào 7 năm trước không? Một người trân trọng chồng mình như thế thì không thể ra tay với anh ấy được. Cô vợ liền bật khóc và bảo, có quá nhiều tin nhắn gửi đến. Vào lúc tôi đang kiệt sức vì chăm sóc chồng mình suốt nhiều năm liền, thì những tin nhắn yêu cầu tôi phải thanh toán những khoản vay cứ liên tục kéo đến, khiến tôi đã mất bình tĩnh và tuyệt vọng. Tôi nghĩ hay cứ ra tay với anh ấy đi, rồi mình sẽ đi theo sau. Tôi đã làm như vậy, thật sự tôi đã làm như vậy.
Hanbom liền cầm tay và yêu cầu Boja hãy nói ra sự thật trước khi có kết quả giám định pháp y, từ giờ cô có thể khai lại từ đầu với tôi được không? Sau đó thì cô vợ Giang Boja cũng đi đến tiệm chụp ảnh của Kiju và nhìn thấy khung cảnh kỳ ảo tại nơi này. Và có một chiếc bàn cùng hai cái ghế ngồi đã được chuẩn bị sẵn, cô vợ tiến đến thì chiếc ghế tự động được kéo ra, sau đó thì nến cũng tự động được thắp lên. Kiju bắt đầu chuẩn bị chiếc máy ảnh, lần bấm nút đầu tiên đã ban cho cô vợ một khả năng có thể nhìn thấy những linh hồn đã khuất. Khi có thể nhìn thấy được chồng mình thì cô vợ liền đi đến và chạm vào cơ thể của anh chồng. Boja bật khóc xin lỗi chồng mình và liên tục giải thích. Chỉ là do em mệt mỏi quá nên mới làm vậy với anh. Xin lỗi anh vì em đã không thể chịu đựng hơn được nữa. Còn anh chồng thì an ủi em đã quá khổ với anh rồi. Giờ anh không sao đâu Boja à. Sau đó thì anh chàng Nam Gu đẩy ra những món ăn mà Boja đã hứa sẽ nấu cho chồng mình ăn. Khi anh ấy bước ra khỏi nhà lần cuối trước khi bị nằm viện. Lúc món ăn đã được dọn lên bàn thì hai vợ chồng bắt đầu cùng nhau dùng bữa, giống như những bữa ăn mà cả hai người đã có cùng nhau ngày xưa. Khi đã dùng bữa xong thì hai vợ chồng bắt đầu ngồi trước máy ảnh và Kiju cũng thông báo đây sẽ là tấm hình cuối cùng của hai người. Sau đó thì anh chủ tiệm cũng bấm nút, anh chồng cũng nói những lời cuối cùng với vợ mình, nhờ có em mà mỗi ngày với anh đều rất vui, cảm ơn em vì đôi tất chân nhé. Anh biết là trước khi em bị cảnh sát bắt giữ và áp giải đi, thì em đã xin cảnh sát được đeo tất vào chân chỉnh chu cho anh, ngày nào em cũng thay tất cho anh. Anh đều biết cả, cô vợ cũng bảo vì anh không thích người khác nhìn thấy bàn chân của mình mà, nhưng với em thì đôi bàn chân của anh lúc nào cũng đẹp cả. Và khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi của hai vợ chồng cũng kết thúc, cánh cửa liên kết với âm phủ của tiệm chụp ảnh cũng mở ra, trước khi bị tan biến đi thì anh chồng nói với vợ mình. Anh yêu em, khi cô vợ bảo em cũng yêu anh, thì linh hồn của anh chồng cũng siêu thoát về nơi suối vàng, cánh cửa sau của tiệm chụp hình cũng đóng lại. Và cô vợ cũng đã có một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc cuối cùng của hai vợ chồng. Hanbom mang dáng vẻ mệt mỏi đi về nhà sau khi đã giúp minh oan cho cô vợ Giang Boja. Cô nàng bấm mật khẩu vào nhà nhưng không thể mở cửa được. Sau đó thì thấy toàn bộ đồ đạc sách vở của mình đang ở bên ngoài để hóng gió trời, cùng một tờ giấy với nội dung, bà lấy lại phòng rồi, mời đi dùng cho. Hanbom định điện thoại cho bà của mình, nhưng chớ trêu điện thoại lại cạn sạch năng lượng. Hanbom nhìn xuống bên dưới thì thấy bảng hiệu có chữ Open đang sáng đèn, bây giờ thì Kiju cũng đang treo bức hình vừa chụp được. Bên cạnh những bức hình khác mà tiệm ảnh của mình đã thực hiện qua rất nhiều đời. Sau đó thì đánh dấu để biết số ngày còn lại trước khi mình bước sang tuổi mới, vì tất cả những tổ tiên của anh chàng chưa từng có ai sống nổi qua tuổi 35. Hanbom bây giờ bước vào căn phòng thì thấy một cánh cửa đang sáng đèn. Cô nàng liền mở cánh cửa rồi đi vào bên trong và vô cùng bất ngờ với khung cảnh kỳ ảo của nơi này. Anh chủ tiệm chụp ảnh bước ra và hỏi, cô chết rồi sao? Hanbom hỏi anh là kẻ điên trong thang máy đúng không? Tôi còn sống sờ sờ ra đây mà chù người ta chết là như thế nào? Sau đó Hanbom nhận ra đây là hàng xóm mới chuyển đến nên liền bắt tay làm quen. Kiju cũng đáp lại và cảm nhận bàn tay của ma sao lại ấm áp thế này, cô còn sống hả, còn có bóng nữa cơ đấy. Tại sao người sống lại bước được vào nơi này? Kiju liền đẩy cô nữ luật sư ra ngoài khiến Hanbom mém một tí nữa là bị té ngã. Kiju đóng cửa lại và hỏi sao cô lại vào đây được. Hanbom bảo cứ mở cửa là bước vào thôi, trong đó sao có những cánh hoa bay phấp phới đẹp nhỉ, mà anh cho tôi mượn điện thoại một tí được không vì điện thoại tôi bị hết pin rồi. Cô nàng cầm lấy chiếc điện thoại mà Kiju đưa cho, nhưng danh bạ lại không có một số nào cả. Cô nàng bấm gọi cho bà của mình nhưng không liên lạc được. Sau đó thì mới giới thiệu tôi là người sống ở phòng trên sân thượng, nhưng không biết tên nào đã tự tiện dọn vào sống rồi còn quăng đồ đạc của tôi ra ngoài nữa chứ. Sao lại có loại người vô liêm sỉ thế không biết? Kiju liền bảo tôi chính là kẻ đó, nhưng người ném hành lý của cô ra ngoài là bà chủ nhà đấy. Mời cô ra về dùng cho. Hanbom bị ném ra ngoài và liên tục gõ cửa để yêu cầu được nói chuyện cho ra nhẽ. Sau đó thì hét một tiếng thật lớn vì bị đối xử quá phũ phàng. Hôm đó thì Kiju thao thức cả đêm nhưng không tài nào chợp mắt được vì thắc mắc cô gái kia là ai sao lại đi được vào cánh cửa đó. Lúc này thì lại nghe tiếng cô ta gọi mình bên ngoài, anh chủ tiệm chụp ảnh bước ra thì trời đã sáng, Kiju quyết định hỏi cô nữ luật sư một lần nữa. Hôm qua cô vào được bên trong bằng cánh cổng trần gian hay âm phủ vậy, Hanbom tiếp tục bảo tôi cứ thế mở cửa bước vào thôi. Cô nàng đưa cho Kiju một tờ giấy và bảo tôi kiện anh vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp, anh có thể bị phạt tù dưới 3 năm hoặc nộp phạt đến 5 triệu won. Dù anh có ký hợp đồng với chủ nhà đi nữa thì việc anh tự ý động vào đồ đạc của tôi cũng đã là sai luật rồi, có cái gì dính trên cổ áo tôi thế nhỉ? À ra đó là huy hiệu hành nghề luật của tôi đấy, bà chủ nhà xuất hiện và bảo, đã bị đuổi vì nợ tiền thuê nhà mà ở đó còn ba hoa khoác lác. Hanbom liền bảo đời người ai cũng có lúc lên voi xuống chó mà bà, người bà liền đáp, cháu đã làm gì mà 3 năm liền ta toàn thấy cháu xuống chó không vậy, từ hôm nay cháu sẽ bị cắt khỏi hộ khẩu nhà bà, nên chúng ta là người dưng kể từ nay. Giờ thì chấp nhận trả phòng hoặc là sẽ bị báo cảnh sát. Sau đó thì bà của Hanbom cũng rời đi, còn Kiju thì mời cô nàng hãy đi dùng cho. Kiju kể chuyện nhìn thấy cô nữ luật sư kia trong tiệm chụp ảnh cho hai cậu bạn ma nghe và bảo 20 năm làm nghề chụp ảnh tôi chưa từng thấy người còn sống nào lại bước được vào cánh cửa ở trần gian cả,
Sung Ho bảo có khi nào anh mở cửa rồi quên đóng lại không? Từ sau vụ của hồn ma trinh nữ thì thể trạng của cậu vẫn chưa hồi phục được hoàn toàn, lúc này thì cánh cửa kết nối với âm phủ cũng đang mở ra. Sung Ho khi đang chăm chú xem siêu phẩm hạ cánh nơi anh thì TV lại bị mất tín hiệu, anh chàng tiến đến gõ TV để xem được cảnh phim hấp dẫn. Nhưng TV lại bị mất tín hiệu và phát ra vài tiếng nổ, sau đó thì chuyển qua phim hoạt hình, một luồng khói đen xuất hiện khiến Sung Ho rất hoảng sợ. Anh chàng liền kéo Kiju đi đến và bảo ở đây có ác quỷ đấy, sau đó thì cả hai cũng nhìn thấy một cậu bé ma đang ngồi ở dưới đất. Cậu bé bắt đầu đọc thần chú và tự nhận mình là thần Kangrim, sau đó thì tất cả đồ vật trong tiệm chụp ảnh bắt đầu tung bay phấp phới. Sung Ho chạy đến thì bị cậu bé này điều khiển những đồ vật tấn công vào mình, anh chàng trợ lý chạy ra ngoài và hét lớn gọi tên anh chủ tiệm ảnh. Kiju liền yêu cầu cậu bé này phải dừng lại, cậu bé liền buông tay xuống khiến tất cả đồ vật đều vỡ vụn. Kiju nhận ra những loại ma quỷ đáng sợ nhất như quỷ mặt trứng, hay ma trai tân và cả ma trinh nữ nữa đều phải chào thua trước loại quỷ con nít này. Sau khi cả hai đã thu dọn được đống tàn dư mà cậu bé gây ra, thì Kiju động viên Sung Ho chỉ cần chịu đựng 3 ngày là qua thôi mà. Nhưng cậu bé bây giờ lại để ý đến chiếc TV nên liền nhấc bổng nó lên. Khi Kiju và Sung Ho lên tiếng ngăn cản thì cậu bé liền thả tự do chiếc TV xuống đất. Nam Gu thông báo tôi đã tìm thử hồ sơ những vụ tai nạn gần khu vực này rồi. Một tháng trước có một vụ tai nạn ô tô khiến cậu bé kia bị thiệt mạng. Người lái xe thì trong tình trạng say rượu, còn cậu bé thì lại là trẻ mồ côi. Sau đó thì cậu bé này cũng nói cho Kiju nghe cháu tên là Im Yun-hae. Anh chủ tiệm liền hỏi, cháu còn nỗi uất ức nào hay muốn gặp mặt lại ai không? Vì cánh cổng mà cháu bước qua sẽ đóng lại sau 3 ngày nữa đấy. Cậu bé liền yêu cầu được mua một món đồ. Sau đó thì tất cả dẫn Yun-hae đi đến một cửa tiệm bán đồ chơi để mua một thanh kiếm phi long trừ tà phiên bản giới hạn. Cả ba linh hồn bắt đầu đi xuyên qua cánh cửa để vào bên trong, còn anh chủ tiệm thì phải bấm cửa đi vào. Nhưng lúc này thì thanh kiếm trừ tà kia cũng đã hết hàng khiến Yun-hae rất buồn bã. Kiju liền lấy một thanh kiếm nhựa khác để thay thế, nhưng Yun-hae liền từ chối và bật khóc. Tất cả dẫn Yun-hae đi qua một cửa tiệm khác, thì thanh kiếm đó tiếp tục đã bị sold out. Yun-hae liền khóc lớn và té vào người của Kiju làm anh chàng bị loạng choạng. Sau đó thì nằm ăn vạ dưới đất, tất cả kéo qua một cửa hàng khác thì cô chủ tiệm bảo vẫn còn 3 cái, nhưng nó đã bị bán hết sạch với tốc độ thần tốc. Hai anh chàng Nam Gu và Sung Ho bắt đầu làm đủ thứ trò để cho Yun-hae không nhõng nhẽo nữa, khi đã tìm đến cửa tiệm thứ 7 rồi nhưng chẳng tìm thấy thanh kiếm phi long đó đâu. Yun-hae yêu cầu phải mua bằng được thanh kiếm phi long đó rồi bỏ chạy, khi nghe Kiju bảo hay là cứ để nó là hồn ma rất dưỡng đi, thì anh chàng bảo vệ Nam Gu liền đổi sắc mặt, khiến anh chủ tiệm chụp ảnh cũng phải rón rén. Sau đó khi định vung tay đỡ Kiju thì Nam Gu đã không điều khiển được sức mạnh của mình, nên đã làm anh chủ tiệm chụp ảnh bị té ngã. Lúc này có một chàng trai trẻ tuổi đẹp trai đang ngồi nhâm nhi một ly cà phê, thì có một cô gái đi đến để xin số điện thoại của anh ta. Anh chàng tỏ ra rất thích thú nhưng lại nói lời xin lỗi vì tôi vẫn chưa quên được mối tình đầu của mình, và chàng trai này chính là anh trợ lý Sung Ho nhập vào. Anh chàng ma lấy ra bảng kế hoạch hẹn hò của mình và rất tiếc nuối khi không nhớ được tên của cô gái mối tình định mệnh của cuộc đời mình. Bây giờ thì cô luật sư Han Bom cũng bước xuống và tươi cười rạng rỡ. Sung Ho liền nhớ lại đây chính là cô gái cờ rớt đã chat với mình khi mình còn là một nhân viên văn phòng. Anh chàng ma chạy đuổi theo thì bị vấp té và trả lại thân thể cho anh chàng đẹp trai mới nhập vào. Sung Ho tiếp tục đuổi theo xuống bên dưới thì không thấy cô mối tình đầu đâu nữa, nhưng anh chàng vẫn nuôi nấng một hy vọng trong lòng. Kiju đi về nhà mình thì thấy Han Bom đã dựng một chiếc lều trước cửa nhà mình đang ở, sau đó thì nhìn thấy Yun-hae đang ngồi ở trong lều. Anh chủ tiệm chụp ảnh liền kêu cậu bé hãy nhanh ra ngoài nhưng Yun-hae tỏ ra xa lạ. Khi nghe Han Bom hỏi anh biết em ấy à? Thì Kiju vô cùng bất ngờ và hỏi cô nhìn thấy cậu bé này sao? Han Bom liền vạch ra chiếc ba lô có chữ in Yun-hae và hỏi cháu biết chú ấy không? Nhưng cậu bé lại lắc đầu và nói lần đầu cháu gặp chú ấy đấy. Khi bị Kiju chạm vào người thì Yun-hae liền cắn mạnh vào tay của ông chú tiệm chụp ảnh đến chảy cả máu, rồi vội vàng bỏ chạy. Kiju kể cho Nam Gu nghe về cô gái có thể nhìn thấy được cả ma kia. Anh chàng Nam Gu liền hỏi có khi nào cô ấy đến để kế nhiệm cậu không? Vì anh đâu có người để nối dõi tông đường đâu. Lúc này thì Sung Ho cũng đi về và thông báo tôi cuối cùng cũng đã tìm thấy được mối tình đầu đã bị thất lạc của mình. Chắc là sắp tới tôi sẽ bận rộn hẹn hò lắm đây. Nếu có dịp gặp lại cô ấy thì anh cho tôi mượn cơ thể của anh. Nhưng Kiju vội vàng từ chối. Kiju đi đến một quán ăn nhưng vô cùng e dè với quang cảnh đông đúc nơi đây. Anh chàng ngồi xuống bàn và thông báo với cô phục vụ tôi đi một mình thôi. Đột nhiên cô gái luật sư xuất hiện và thông báo chúng tôi đi hai người. Sau đó thì giúp Kiju gọi những món ăn ngon nhất ở tiệm này. Anh chủ tiệm ảnh tiếp tục hỏi. Sao cô lại nhìn thấy đứa bé? Sao cô lại mở được cửa tiệm chụp ảnh? Han Bom bảo vật thể thấy được thì nhìn thấy. Cửa không khóa thì vào được thôi. Tôi cũng thắc mắc về anh lắm. Sao anh lại biết đứa trẻ đó? Sao anh lại đến gặp cô Giang Boza? Sau khi gặp anh đột nhiên cô ta lại khai hết mọi chuyện mới hay chứ? Mà anh đừng đụng vào cậu bé đó nữa. Nó đã rất đau khổ vì vụ tai nạn cách đây một tháng rồi. Nó chỉ còn 3 ngày nữa trước khi nó phải rời đi. Kiju nghe thấy thì không khỏi bất ngờ. Khi cô phục vụ đã bê những món ăn ra,
thì Kizu tỏ ra khá gượng gạo và chỉ nhìn Hanbom ăn. Cô nàng bảo dù anh ăn ít đi nữa thì tiền cũng sẽ cưa đôi mà thôi. Anh chàng cho một đũa cơm vào miệng và khen ngợi ấm thật đấy, chứ bình thường cơm cúng thì lạnh lẽo lắm. Sau đó cứ hễ Hanbom gấp món ăn nào thì Kizu mới dám gấp món đó cho vào miệng để thưởng thức. Hanbom yêu cầu sau này mỗi khi muốn ăn cơm anh cứ gọi cho tôi sẽ trở thành phần cơm thứ hai của anh. Khi đã dùng bữa xong thì Hanbom đi theo và đưa cho Kizu một phiếu tích điểm của quán ăn vừa rồi. Khi đủ 10 dấu sẽ được tặng một phần ăn, nhưng khi được tặng phần ăn đó thì anh phải rủ tôi đi ăn cùng đấy nhé vì có phần của tôi trong này. Khi nghe Kizu bảo tôi không có dịp đến đó nữa đâu, thì cô nàng liền nhét vào tay của Kizu rồi bỏ đi. Kizu cầm tờ tích điểm và suy nghĩ tại sao lại có một người nhìn thấy ma giống mình nhỉ? Anh trợ lý Sung Ho xuyên cửa tiến vào và thông báo, tôi đã tìm được cây kiếm phi long rồi. Tất cả sau đó đi đến một lễ hội pháo hoa vô cùng rực rỡ và có rất đông người. Lúc này thì Kizu nhận được tin nhắn của người bán thanh kiếm. Anh chàng yêu cầu mua xong thanh kiếm xong là phải về nhà ngay. Nhóc con, cháu cũng phải ở yên một chỗ đấy. Sau đó Kizu đi vào bên trong để tìm người bán thanh kiếm. Nam Gu và Sung Ho bắt đầu đê mê với những tràng pháo hoa tuyệt đẹp trên bầu trời. Yun He bị cuốn hút bởi một thứ gì đó nên cũng liền chạy đi. Sau đó thì hai anh chàng ma mới phát giác được sự biến mất của Yun He, nên liền tản nhau ra để đi tìm. Hanbom đến mua bánh gạo cay của bà mình nhưng liền bị từ chối phũ phàng. Khi cô nàng nhận ra bà của mình đã bán hết sạch bánh gạo, thì người bà lại đem ra một hộp bánh gạo đã để dành sẵn cho cô cháu gái của mình. Sau đó thì ghi sổ lại món nợ này và yêu cầu cô gái người dưng phải sớm thanh toán tiền bánh đấy nhé. Sau đó khi đang ngồi ăn bánh gạo, thì cậu bé mà Hanbom đã từng gặp đi đến và gọi một phần bánh gạo cay, nhưng được cô chị Hanbom mời ăn chung. Kizu sau khi đã mua được thanh kiếm phi long, thì thấy Yun He đang ngồi ăn cùng cô nữ luật sư, nhưng khi anh chàng đi đến thì Yun He liền hoảng sợ và bỏ chạy. Anh chàng liền bế Yun He lên. Hanbom nhìn thấy cậu bé đang cố gắng giãy giụa nên liền can ngăn. Bất ngờ Nam Gu xuất hiện và bảo Yun He ở đây này, và hóa ra cậu bé mà Kizu đang bế trên tay không phải là Yun He. Vì Yun He thật sự lại có một vết sẹo phía sau cổ, Yun He liền chạy đến đá anh chủ tiệm chụp ảnh một cái và hỏi, sao chú lại ăn hiếp em trai của cháu? Và Hanbom cũng không thể nhìn thấy được cậu bé Yun He thật sự. Anh chàng trợ lý Sung Ho bây giờ cũng nhận ra mối tình đầu đang ở trước mặt mình. Tất cả dẫn Yun He về nhà thì Kizu hỏi, cháu định mua thanh kiếm này cho đứa em song sinh của cháu à? Yun He bảo ngày mai là sinh nhật của Yun Dan nên cháu muốn tặng món quà này cho em ấy. Anh chủ tiệm tỏ ra khó chịu vì Yun He đã không nói chuyện này cho mình biết sớm, làm mình phải hiểu nhầm cô gái kia. Sau đó thì anh chàng bước vào nhà. Còn Sung Ho thì tỏ ra thích thú vì vừa gặp được mối tình đầu, sau đó thì hỏi mượn Nam Gu một ít tiền âm phủ để đi mua quần áo chuẩn bị đi hẹn hò. Kizu đi vào phòng và tiếp tục lấy tờ giấy tích điểm ra. Anh chàng nhớ lại những kỷ niệm đã trải qua cùng cô gái kỳ lạ Hanbom. Sau đó thì tự thì thầm, rốt cuộc là mình đang mong chờ cái gì vậy? Yun He đi vào phòng để gặp anh chủ tiệm chụp ảnh rồi chỉ vào cây kiếm và nói, Yun Dan của cháu bảo là em ấy rất muốn có cây kiếm đó trong ngày sinh nhật. Lúc này ở trại trẻ mồ côi, thì cậu em Yun Dan cũng đang thu dọn hành lý. Cô viện trưởng đi vào và yêu cầu Yun Dan tối nay phải ngủ sớm để mai còn đi sớm. Cậu bé liền hỏi để được mang chiếc ba lô của anh mình bay đến Mỹ. Cô viện trưởng cũng đồng ý và yêu cầu Yun Dan ra tủ đồ kiểm tra xem có còn sót gì không. Cậu bé mở cửa tủ đồ ra thì thấy thanh kiếm phi long mà mình từng kêu anh trai mua cho mình đang ở trong tủ. Yun Dan cầm cây kiếm ngồi xuống và bật khóc gọi tên người anh Yun He của mình. Yun He đi đến rồi ngồi quỵ xuống, sau đó thì dùng bàn tay hư vô của mình để vuốt tóc cho cậu em trai, rồi cả hai anh em cùng bật khóc. Ngày hôm sau Hanbom khi đang ở chiếc lều của mình, thì hai anh cảnh sát đi đến thông báo, người thuê căn nhà này đã báo cảnh sát cô chiếm dụng đất đai trái phép. Cho chúng tôi mượn căn cước công dân của cô đi. Khi nhìn thấy Kizu đang bước về thì Hanbom liền đi đến nói, chẳng phải hôm trước chúng ta vừa ngồi ăn cơm với nhau còn gì. Nhưng anh chàng yêu cầu Hanbom phải dở lều ngay nếu không tôi sẽ đâm đơn kiện, sau đó thì lạnh lùng bước vào nhà và không để tâm đến cô gái luật sư đang thất nghiệp gào thét bên ngoài. Sau đó thì Kizu cùng một cô gái đi đến trại trẻ mồ côi, cô gái này liền bật chế độ đếm ngược trong 10 phút. Và cô gái này chính là anh chàng trợ lý Sung Ho nhập vào, nên cơ thể có hơi loạng choạng vì lần đầu tiên nhập vào nữ giới. Cả hai vợ chồng đi vào gặp cô viện trưởng và bày tỏ ý muốn nhận nuôi cậu bé Yun Dan. Cô viện trưởng bảo Yun Dan và cậu em song sinh đều bị bỏ rơi trước cổng cô nhi viện cùng ngày và cùng giờ. Yun He lúc nào cũng yêu thương và bảo vệ em mình. Hôm đó thằng bé ra ngoài để mua quà sinh nhật cho em trai rồi gặp chuyện đau lòng, cô vợ liền bật khóc nức nở khi nghe câu chuyện. Nhưng cô viện trưởng thông báo hôm nay Yun Dan phải đi Mỹ để sống cùng gia đình đã nhận nuôi rồi, cô vợ nghe thấy thì đau đớn quằn quại. Sau đó thì phát hiện 10 phút sắp cạn nên liền kéo anh chồng tức tốc chạy ra bên ngoài. Sung Ho liền bay ra khỏi cơ thể người phụ nữ này, khiến cô ta bị ngơ ngác và không biết tại sao mình lại ở đây. Khi Kizu hỏi sao cậu chỉ nhập vào người ta được có 10 phút vậy, thì Sung Ho hứa sẽ cố gắng để tăng dần thời gian. Anh chủ tiệm chụp ảnh nhìn ra sân chơi thì thấy Yun Dan đang ngồi buồn bã cùng cây kiếm trên tay,
Eun-hye đi đến và hỏi có cây kiếm rồi sao em lại ủ rũ vậy. Sau đó thì nhìn về hướng của hai ông chú ở tiệm chụp ảnh, Ki-ju nhẹ nhàng hỏi Eun-hye, không còn nhiều thời gian nữa đâu sao cháu không từ biệt em trai mình. Eun-hye bảo cháu không muốn từ biệt vì từ biệt là cháu sẽ không gặp em trai mình nữa, sao cháu phải ra đi chứ. Trong khi trên đời vẫn còn ông chú xấu xa đã khiến cháu thành ra như thế này mà, nếu cháu đi rồi thì Eun-dan thực sự chỉ còn có một mình thôi. Khi thấy Eun-hye bật khóc nức nở thì Ki-ju liền kể, lúc nhỏ bố chú cũng bỏ chú mà đi, khi ấy chú cũng sợ lắm nhưng có một người chú siêu nhân đã luôn bảo vệ chú trước mọi hiểm nguy. Nếu cháu ra đi thì cũng sẽ có một siêu nhân như vậy luôn bảo vệ Eun-dan, hãy là một người anh trai mạnh mẽ để nói lời từ biệt với em trai mình nào. Eun-dan đi đến ngã tư mà anh trai của mình đã thiệt mạng và nhớ lại, trước đây mình đã cùng anh mình đứng trước cửa tiệm bán đồ chơi bên kia đường và yêu cầu anh Eun-hye hãy mua cho mình thanh kiếm phi long trừ tà. Sau đó thì anh Eun-hye đã cầm con heo đất chạy đến để mua thanh kiếm đó cho mình. Nhưng khi đang băng qua đường thì Eun-hye bị va chạm với một người đàn ông nên con heo đất bị rơi xuống vỡ vụn. Eun-hye liền ngồi xuống để lượm toàn bộ số tiền đã dành dụng được. Lúc này thì có một chiếc xe đang lạng lách trên đường. Sau đó thì chạy thẳng đến chỗ của Eun-hye và không điều khiển được tốc độ nữa. Eun-dan bây giờ bật khóc nức nở và bảo, anh à em không muốn đi Mỹ đâu mà, em nhớ anh lắm. Ki-ju xuất hiện và bảo để chú giúp cháu được gặp anh trai nhé. Eun-dan liền bỏ chạy và núp sau một cái cây. Ki-ju liền nói, anh trai Eun-hye của cháu đang ở bên cạnh chú. Eun-hye bảo là muốn gặp cháu. Eun-dan liền yêu cầu chú hãy đưa bằng chứng về chung cư thần bí Kangrim. Cậu anh yêu cầu Ki-ju hãy làm biểu tượng ngọn lửa của tử thần. Anh chủ tiệm liền từ chối vì thấy mắc cỡ với những người đang đi đường. Nhưng rồi cũng quyết định làm biểu tượng mà Eun-hye vừa chỉ. Sau đó thì cậu bé hồn ma tiếp tục làm thêm vài động tác nữa mà chỉ có hai anh em mới biết. Và Ki-ju cũng làm theo và hô vang khẩu hiệu vô cùng rõng rạc, làm tất cả những người đi đường đều nhìn anh chàng và bật cười, và Eun-dan cũng đáp lại đầy thích thú. Sau đó thì Ki-ju dắt tay Eun-dan đến tiệm chụp ảnh của mình và có một bàn tiệc đã được chuẩn bị sẵn. Anh chàng đeo cho cậu bé một chiếc mũ để chuẩn bị ăn mừng sinh nhật. Sau đó thì bấm nút chiếc máy ảnh một cái, Eun-dan liền thấy được anh của mình đang được hai người đàn ông dẫn ra. Eun-dan liền chạy đến ôm anh mình và bật khóc nói, em không cần cái này đâu, nếu em không đòi anh đi mua đồ chơi cho em thì anh đâu có bị như thế này, em xin lỗi anh nhiều lắm. Eun-hye liền an ủi, không phải anh chết đâu mà anh đang đi thi hành một nhiệm vụ bí mật mà thần Kangrim giao cho, em sẽ chờ anh về đến khi nhiệm vụ kết thúc phải không. Eun-dan cũng tin và yêu cầu Eun-hye phải móc ngoéo để thề với em, anh phải nhanh về với em đấy nhé. Tất cả nhìn thấy màn hội ngộ này của hai anh em thì cũng rơm rớm nước mắt. Ở bên ngoài thì Hanbom rất thắc mắc tại sao cửa tiệm chụp ảnh bên trong lúc nào cũng sáng đèn mặc dù ế khách đến chảy nước ra. Cô nàng định xông vào bên trong thì lại nhận được điện thoại của viện trưởng trại trẻ mồ côi hỏi xem Eun-dan có đến đó không. Có người thấy thằng bé đã đi theo ông chú nào đấy, Hanbom liền tức tốc chạy đi tìm. Bây giờ thì ông chú Nam-gu cũng đang đem ra chiếc bánh kem do tự tay mình làm và yêu cầu cả hai cậu bé hãy ước đi nào. Khi Eun-dan ước mong cho anh con sớm hoàn thành nhiệm vụ để về với con, thì Eun-hye lại ước cho em mình không còn sợ hãi điều gì nữa. Khi cả hai thổi bánh kem thì Ki-ju cũng bấm nút lần thứ hai, anh chủ tiệm tặng cho Eun-hye thanh kiếm phi long và bảo, đây cũng là sinh nhật của cháu mà, đi mạnh giỏi nhé nhóc con. Lúc này thì cánh cửa cũng đã mở ra và Eun-hye bắt đầu tan biến trong vòng tay và nước mắt tiễn đưa của cậu em Eun-dan. Khi cánh cửa đóng lại thì một bức ảnh cuối cùng của hai anh em cũng đã rơi xuống. Eun-dan mang thanh kiếm phi long bước ra gặp cô viện trưởng cùng Hanbom và nói, chú thợ chụp ảnh đã giúp cháu được gặp anh trai. Sau đó thì đưa bức hình cho Hanbom xem và khoe thanh kiếm phi long phía sau lưng mình. Cô nữ luật sư xem bức hình và bảo anh ta đúng là một kẻ xấu xa mà. Ki-ju bước về trên một con hẻm thì đột nhiên những bóng đèn đường bắt đầu chớp tắt và phát nổ. Khi một chậu cây rơi xuống thì những con ma cũng bắt đầu xuất hiện, tất cả chặn đầu và hỏi chiếc máy ảnh đâu. Ki-ju liền rút cây sắt trừ tà ra để kháng cự, sau đó thì cố gắng bỏ chạy, anh chàng bị một con ma túm lấy chân. Sau đó thì những con ma khác bắt đầu chạy đến, một tên quỷ tiến hành rung lắc tấm bảng hiệu khiến nó bị rơi xuống. Lúc này thì Hanbom xuất hiện và kéo Ki-ju đứng dậy. Sau đó thì anh chàng ngã lên người của cô nàng và né được tấm bảng hiệu đang rơi xuống. Ki-ju nhận ra có một vòng tròn vô hình đang bảo vệ mình và Hanbom. Cô gái liền yêu cầu, anh hãy rời khỏi người tôi đi vì anh nặng quá đi mất. Khi cả hai đã đứng dậy thì bọn ma quỷ tiếp tục tấn công, nhưng lại bị vòng tròn vô hình tác động khiến bọn chúng bị văng xa ra rồi tan biến. Một tên ma còn lại chạy đến và bị Ki-ju dùng cây sắt trừ tà hạ gục. Trong sự ngơ ngác của Hanbom, Ki-ju cầm cây sắt rồi quay lại hỏi cô nữ luật sư, cái vòng tròn khi nãy là như thế nào vậy? Hanbom liền bảo anh là một người rất kỳ quái. Chàng trai kéo tay Hanbom và bảo tôi sẽ giải thích mọi chuyện cho cô hiểu. Nhưng cô nàng nói anh sắp bị bắt rồi. Lúc này thì nhiều xe cảnh sát cũng chạy đến và thông báo bắt giữ Ki-ju vì có người tố cáo anh dụ dỗ và bắt giữ cậu bé Eun-dan. Ki-ju liền nhận ra cô gái đang đứng trước mặt chính là người đã tố giác mình. Sau đó thì anh chàng cũng bị cảnh sát áp giải về đồn. Và trước đây thì chú của Ki-ju đã dạy cho cậu cháu trai cách để chiến đấu với những ma quỷ xung quanh.
ông chú đã rắc một bịch muối biển tinh khiết thành một vòng tròn bao quanh Kizu và bảo, vòng tròn này sẽ bảo vệ cháu khỏi ma quỷ. Sau đó thì ông chú đưa ra tấm hộ chiếu bay đến quần đảo Pitcairn. Đây là quốc gia có dân số ít nhất thế giới chỉ có 47 người, hầu như không có ai chết ở đó cả nên ma quỷ không thể tồn tại được. Nơi đó chính là thiên đường của chúng ta, khi đó thì ông chú đã vạch ra lộ trình để cả hai có thể đi được đến quần đảo đấy. Sau đó thì ông chú cũng ra khỏi nhà để đi câu cá, trước khi đi thì còn hứa chúng ta nhất định phải đến quần đảo Pitcairn đó cùng nhau nữa. Và đó cũng là ngày mà ông chú sắp bước qua hết tuổi 35, cũng là ngày mà ông chú đã bị mất tích. Ở đồn cảnh sát trong khi Kizu bảo Jundan đã đồng ý đi theo tôi và tôi cũng đưa em ấy đi về trại trẻ mồ côi an toàn rồi. Thì Hanbom bảo anh ta có dấu hiệu rất kỳ lạ, lại còn đóng giả là vợ chồng đến tận trại trẻ mồ côi nữa. Anh dùng Photoshop để làm ra tấm hình này phải không? Anh đùa giỡn với một đứa trẻ đang phải chịu đựng nỗi khổ sở trong lòng à? Anh có lời gì muốn giải thích không? Kizu liền hỏi nếu tôi giải thích thì cô sẽ tin tôi chứ? Sau đó khi anh cảnh sát đi nghe điện thoại, thì Kizu nhìn thấy ba con ma xuất hiện. Một con ma đi đến sờ vào người thì bị bay giật ngược về phía sau. Hai con ma khác tiếp tục tiến đến thì tiếp tục bị bay giật lùi một đoạn. Anh cảnh sát đi đến thì thấy Kizu có dấu hiệu rất bất thường. Anh chàng bị Hanbom đẩy ra. Khi bị ba con ma túm lấy thì Kizu liền kéo Hanbom sát lại bên cạnh mình, khiến ba tên ma nam bị văng thật xa. Sau đó thì anh cảnh sát yêu cầu Hanbom hãy ra ngoài nói chuyện riêng. Anh cảnh sát bảo tôi đã gọi điện đến trại trẻ mồ côi rồi. Họ bảo rằng Jundan đã tự đi đến đó. Nhưng cô nữ luật sư liên tục kể ra những câu nói bất thường mà tên chủ tiệm chụp ảnh kia đã nói với mình. Anh cảnh sát đi vào và nói với Kizu, tôi cũng định thả anh về nhà nhưng trong hồ sơ của anh có nhiều đơn tố giác anh ghê. Năm 2010 anh bị tố cáo phỉ báng, năm 2012 thì là tội tống tiền, 2019 thì mạo danh cảnh sát. Năm nay thì bị tố cáo phóng hỏa, anh cần có người bảo lãnh thì mới được thả tự do, anh viết vào giấy bảo lãnh này và hãy gọi người thân đến. Bây giờ ở một công ty thì có một anh nhân viên văn phòng đang ở lại làm ngoài giờ, vì bị xếp dí phải làm xong được bản báo cáo. Đột nhiên hệ thống điện trong công ty bị chớp tắt, cùng dòng chữ đây là vị trí của tôi hiện ra trên màn hình, khiến anh nhân viên văn phòng bỏ chạy mất dép và người đã làm ra những chuyện này chính là anh ma nam Sung Ho để đòi lại vị trí ngày xưa của mình. Anh chàng bây giờ nhâm nhi một món đồ ăn vặt và không nghe được điện thoại của Kizu đang gọi đến. Sau đó thì nhận được tin nhắn yêu cầu cậu phải nghe máy nhanh lên, nếu không thì cậu sẽ không được ăn thịt bò nữa. Kizu thông báo với anh cảnh sát người thân của tôi bận chút việc rồi ạ. Khi anh cảnh sát yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của người đó, thì anh chàng bảo cậu ấy phức tạp lắm, có rồi lại không, không rồi lại có ấy mà. Anh cảnh sát liền ra lệnh hãy tạm giam Kizu ngay. Anh chàng quay lại phía sau thì thấy có một đội quân ma đang chờ đợi mình, nên liền hỏi xin anh cảnh sát một ít muối hay đậu đỏ gì cũng được, nhưng vẫn bị lôi cổ vào phòng giam. Và ở trong phòng giam thì ở phía sau đang có cả một hạm đội ma đang chuẩn bị sẵn sàng tư thế. Hanbom thông báo tôi có thể bảo lãnh cho anh. Cô nàng đi đến gần Kizu và hỏi, anh tiếp cận gia quyến của người đã mất có mục đích gì vậy? Những con ma bắt đầu tấn công Kizu nhưng đã bị vòng tròn bảo vệ ngăn cản. Kizu cũng kể tôi là thợ chụp ảnh chuyên chụp những hồn ma đã khuất, khiến Hanbom và anh cảnh sát đều phì cười. Anh chàng kéo tay giữ Hanbom ở lại và liên tục bảo, tôi không thể ở lại nơi nguy hiểm này một mình được. Sau đó thì Hanbom vẫn gạt cánh tay ra rồi bước đi ra về. Đám hồn ma bắt đầu tiến đến khiến Kizu chỉ biết gào thét. Hanbom vừa ăn mì gói vừa nhớ lại câu nói giới thiệu mình là thợ chụp ảnh ma mà Kizu đã nói, thì thấy nó hoang đường vô cùng. Cô nàng nhận thấy chiếc đồng hồ của mình đã bị Kizu kéo đến rách cả dây, nên liền tháo nó ra và cô nàng lại có một vết sẹo lớn ở cánh tay. Sáng ngày hôm sau thì anh chàng ma nam trợ lý cũng tức tốc chạy đến đồn cảnh sát để tìm anh chủ tiệm chụp ảnh. Khi thấy Kizu đang ở phía sau song sắt, thì Sung Ho liền nhập vào một người đàn ông đang đến chỗ này để nộp phạt vì đổ xe sai quy định. Kizu bây giờ liền trách hờn, cậu tưởng tôi đưa điện thoại khẩn cấp để cậu cầm đi ăn chơi hả? Mau đưa tôi ra khỏi đây nhanh lên. Sung Ho liền chạy đến và nói với anh cảnh sát, tôi là người bảo lãnh cho anh Seo Kizu và được anh cảnh sát dẫn đi ký giấy bảo lãnh. Kizu đến nhà thờ để xưng tội và thừa nhận với vị cha xứ, tôi đã đẩy cô gái kia ra khỏi nhà và còn yêu cầu cô ta hãy dở căn lều đi nữa. Tôi đến đây để cảm ơn Chúa vì đã trao cho tôi một sự bảo vệ sau một quãng đời phải sống trong đau khổ. Nhưng sao ngài ấy lại không trao cho tôi mà lại trao cho cô gái kia chứ? Sau đó thì Kizu hỏi sao hôm nay không có ai đến đây để cầu nguyện hết vậy nhỉ? Thì ông mục sư liền bảo, vì hôm nay là ngày tôi chết. Và ở bên ngoài thì tất cả thành viên trong nhà thờ cũng đang tổ chức lễ tang cho vị mục sư này. Kizu nhận ra nãy giờ mình đang nói chuyện với một hồn ma nên liền bỏ chạy ra ngoài. Kizu đi về nhà thì thấy Hanbom vẫn còn dựng chiếc lều trước cửa nhà, nên liền cảm ơn Chúa vì đã cho mình cơ hội để sửa sai. Anh chàng liền nói lời xin lỗi Hanbom vì đã yêu cầu cô nàng dỡ bỏ chiếc lều trước cửa phòng trọ của mình, nhưng khi mở cửa lều ra thì không thấy ai ở bên trong. Khi người bà xuất hiện thì Kizu hỏi cách để gặp được cô luật sư Hanbom, hôm trước bà muốn được chụp ảnh phải không ạ? Kizu mời bà lão vào trong nhà để chụp giúp bác chủ nhà một bức ảnh và tiếp tục hỏi cách để được gặp Hanbom,
Người bà liền hỏi cậu thích cháu gái nhà tôi à? Cháu tôi mỗi tội là không kiếm được tiền thôi chứ tính tình tốt lắm. Nó học hành giỏi giang từ nhỏ cho đến lớn. Cứ tưởng nó sẽ thành công vang dội nhưng mà có ngờ đâu. Khi Kizu hỏi cô ấy có gì lạ không ạ? Thì người bà bảo có đấy. Con bé đã tận mắt chứng kiến cha mẹ mình ra đi. Mà cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Có người yêu hay tài sản gì không? Lục phủ ngũ tạng vẫn còn tốt chứ? Sau đó thì Kizu cũng nhấn nút để chụp hình và hỏi văn phòng luật sư của Hanbom ở đâu ạ? Kizu đi đến văn phòng luật sư của cô chị Sumin, nhưng tạm thời Hanbom được đóng vai là chủ ở nơi này. Kizu cho Hanbom xem tất cả các đồ vật trừ tà mà mình phải mang theo bên mình và nói, mỗi lần ra ngoài tôi phải lấy hết can đảm đấy. Vì tôi luôn bị rất nhiều ác ma đeo bám, cô biết loại thuốc diệt côn trùng giúp tạo một vòng tròn không? Nếu côn trùng vào đó là hết đường cự quậy luôn, cô Hanbom cũng có một vòng tròn như thế. Nhưng cô cao tay hơn một bậc, vì vòng tròn của cô có thể diệt được cả ma quỷ. Hanbom liền yêu cầu hãy chứng minh cho mình xem, Kizu ra lệnh cho anh chàng Nam Gu hãy hành động. Anh ma Nam định dùng phép thuật để lấy chiếc điện thoại của Hanbom nhưng không thể tác động vào nó được. Nam Gu dùng hết mọi công lực để thử một lần nữa. Nhưng nó cũng không thay đổi được gì. Lúc này thì Hanbom lại nhận được một tin nhắn của cô bạn thân. Kizu liền yêu cầu Nam Gu hãy đọc tin nhắn đó. Anh chủ tiệm ảnh bắt đầu đọc lại toàn bộ nội dung có trong tin nhắn. Khiến Hanbom phải ngơ ngác nhìn xung quanh và vô cùng bất ngờ. Kizu liền hẹn gặp Hanbom tại tiệm chụp ảnh của mình khi mặt trời lặn. Tôi sẽ cho cô thấy thế giới thật sự mà tôi đang sống là như thế nào. Anh chàng đứng dậy và đưa cho Hanbom một lá thư đã được gửi đến nhà cho cô nàng. Rồi cùng anh chàng Nam Gu bước ra về, và đó là lá thư mời Hanbom đến dự một buổi tiệc dành cho giới luật sư. Bà của Hanbom bây giờ đang thu dọn gian hàng bán bánh gạo để ra về, lúc này thì cô cháu gái Hanbom mới mò đến và giúp bà của mình dọn một bịch rác. Khi hai người đi về cùng nhau thì Hanbom khẳng định tên chủ tiệm chụp ảnh đang thuê nhà là một kẻ lừa đảo. Trong danh bạ anh ta chẳng dám lưu một số điện thoại nào cả. Anh ta quả là người bất thường đó bà, người bà liền bảo cháu mới là người bất thường đấy. Ai đời hơn 30 tuổi đầu rồi mà còn ăn bám bà già này, cháu đã nợ tiền nhà của bà 3 tháng và 10 ngày rồi đấy. Bà nhất định sẽ đòi lại hết trước khi chết đi. Khi nhìn thấy vết sẹo trên tay của cháu gái mình thì người bà liền hỏi, cháu không định xóa nó đi à? Hanbom bảo đây là dấu vết cho biết cháu vẫn còn sống sót mà bà, sau đó thì lên tiếng hỏi để được đi theo phụ bà bán bánh gạo. Thì bị người bà đánh cho một cái rồi bảo, bà già này vất vả bán bánh gạo cả đời để nuôi cháu trở thành công tố viên như bây giờ đấy. Giờ còn muốn bỏ nghề nữa sao? Biết vậy ta lấy tiền đi đầu tư cổ phiếu thì giờ đã thành triệu phú rồi. Kizu cùng Nam Gu dọn dẹp tiệm chụp ảnh để chuẩn bị chào đón Hanbom đến. Khi Sung Ho hỏi sao lần này anh lại nhiệt tình dữ vậy? Thì Kizu bảo đây có thể là cơ hội cuối cùng mà thần linh ban cho tôi đấy. Lúc này thì cánh cửa kết nối với âm trì cũng đang mở ra. Một người đàn ông bước vào và đó là vị linh mục ở nhà thờ mà Kizu hay đến cầu nguyện. Ông mục sư cầu xin các cậu hãy cứu tôi, ở trong đó có những đoạn phim, Lạy Chúa trên cao tha lỗi cho con. Tôi đến thì anh chàng Ma Nam Gu lẻn vào thư viện trong nhà thờ, sau đó thì tìm thấy tấm bản đồ bố trí hạ tầng của nhà thờ này. Nhưng lại vô tình làm rơi một đồ vật xuống đất, ông bảo vệ nhà thờ nghe tiếng động đi vào kiểm tra, thì thấy một chiếc đèn pin đang sáng đèn ở chỗ này. Nam Gu chỉ Kizu và Sung Ho lối để có thể đi vào nơi cần đến trong nhà thờ, và buổi chiều là thời điểm vắng người nhất. Khi Sung Ho hỏi anh không đi cùng chúng tôi à? Thì Nam Gu bảo dù sao trước đây tôi cũng là một cảnh sát, nên không thể làm mấy chuyện phi pháp như thế này được. Sung Ho liền hét lớn vậy sao lại bắt tôi làm chứ? Kizu liền cầm tay và yêu cầu Sung Ho đừng chống đối Nam Gu. Trước đây cậu ấy nổi danh là cảnh sát phát kiệt sạch nước trong người mỗi khi tóm được một tên tội phạm nào đó. Khi Sung Ho bảo mình có nhiều kinh nghiệm làm ma hơn, thì Kizu lắc đầu nũng nịu, rồi vặn tay anh chàng ma Nam Sung Ho một cái. Ngày hôm sau thì cô chủ ở quầy bán kem bên cạnh đến mua bà của Hanbom một phần bánh gạo để cho con trai mình ăn. Nhưng bà của Hanbom bảo là đã bán hết bánh gạo rồi. Bà cô này liền nói cháu biết bà luôn để lại một phần cho Hanbom mà. Nhưng người bà bảo cháu tôi nó đi làm công tố viên cả ngày vất vả nên phải để dành cho nó chứ. Bà cô này liền bảo Hanbom thất nghiệp nửa năm nay rồi mà. Con bé đã bị đuổi việc ở viện công tố đấy. Anh trai của chồng cháu cũng làm ở đó nói rằng Hanbom đã chọc giận một ông công tố nổi tiếng ở đó nên mới bị đuổi việc. Giờ không công ty luật nào dám nhận Hanbom cả vì sợ chọc giận ông công tố đó. Bà của Hanbom nghe được thì chân đứng không vững. Tôi đến thì Hanbom cũng đến tiệm chụp ảnh theo như lời dặn dò của anh chủ tiệm Kizu. Cô nàng đi vào bên trong và mở cánh cửa bí mật ra. Sau đó thì lại nhìn thấy khung cảnh kỳ ảo với nhiều cánh hoa rơi xuống ở bên trong. Kizu bây giờ cũng xuất hiện và cho Hanbom xem tất cả những bức hình mà cửa tiệm đã chụp suốt 100 năm qua. Kể cả bức hình vợ chồng anh Park Song Jun và anh em của Jun Hee nữa. Kizu bảo tôi là người đóng vai trò để người đã khuất được hội ngộ người thân còn sống của họ. Cô Hanbom là người đặc biệt duy nhất có thể mở cánh cửa bước vào đây mà không cần tôi cho phép. Lúc này thì một bó hoa cũng bay đến khiến Hanbom vô cùng bất ngờ. Và đó là món quà của anh chàng Sung Ho. Kizu giới thiệu đây là chàng trai mà trước đây đã từng được mai mối đi xem mắt với cô đấy. Sau đó thì Nam Gu cũng bê một mâm thức uống đến để mời Hanbom. Kizu giới thiệu đây là Nam Gu, người bảo vệ cho tiệm chụp ảnh.
Sung Ho hối thúc Kiju phải chuyển lời cho mình. Nên Kiju bảo Sung Ho nói cô rất thích Hyun Bin. Han Bom bảo tôi chưa xem mắt lần nào cả. Với lại tôi thích Won Bin hơn là Hyun Bin. Sung Ho nghe thấy thì rất thất vọng rồi nói. Chúng ta từng nhắn tin với nhau rất nhiều mà. Anh chàng sấn tới nhưng lại bị vòng tròn của Han Bom hất văng xa và té xuống chiếc ghế sofa. Kiju tiếp tục dẫn Han Bom đi vào căn phòng ghi chép của tiệm chụp ảnh và kể rằng ngay từ nhỏ tôi đã nhìn thấy ma rồi, bọn họ lúc nào cũng bám theo và muốn giết tôi. Vì tiệm chụp ảnh này không mở cửa cho tất cả những người đã chết, nên những linh hồn không đến được tiệm chụp ảnh này, họ luôn cố gắng để cướp lấy chiếc máy ảnh quyền năng này và cố giết tôi. Tôi chưa bao giờ bước ra ngoài với tâm trạng thoải mái cả, ngay cả việc cùng người khác ăn cơm cũng không thể, nên tôi cần sự giúp đỡ của cô, vì tôi cần vòng tròn bảo vệ xung quanh cô. Tôi còn ở lại đây đúng 100 ngày nữa, cô chỉ cần bảo vệ tôi đúng 100 ngày thôi, sau đó tôi sẽ trả lại cô căn nhà gác mái này. Han Bom nghe câu chuyện thì rất hoang mang. Hôm sau thì Kiju dẫn Sung Ho cùng linh hồn của ông mục sư đến nhà thờ, sau đó chọn thời điểm thích hợp để chạy vào bên trong. Tất cả đi vào phòng làm việc của vị mục sư, Kiju mở chiếc máy tính lên và yêu cầu ông mục sư hãy đọc mật khẩu cho mình, nhưng ông mục sư bảo tôi quên mật khẩu rồi. Vì tôi toàn dùng vân tay để mở thôi, ông mục sư cố gắng nhớ lại và đọc cho Kiju vài từ mà mình nhớ được nhưng đều chật lất tất cả. Sung Ho báo hiệu có người đang đi đến, nên Kiju liền ôm chiếc máy tính và chạy ra ngoài, sau đó thì cũng bị tóm gọn với chiếc máy tính của vị cố linh mục trên tay. Han Bom cùng cô chị luật sư Sumi đi đến một buổi tiệc của giới luật sư do ông trưởng công tố Lee Hae-o tổ chức, sau đó cô chị này bận gặp một người quen. Nên Han Bom một mình đi vào bên trong buổi tiệc, cô công tố Ji Jong hậu bối đi đến và lên tiếng mỉa mai Han Bom đã trượt phỏng vấn vào một công ty luật. Han Bom liền bảo tôi không đến phỏng vấn chứ không phải trượt. Cô gái hậu bối bắt đầu khoe ra tấm danh thiếp mới của mình, sau đó thì rút lại và tuyên bố. Tôi không biện hộ cho kẻ gián tiếp giết người được. Han Bom liền nhớ lại một anh tội phạm đã qua đời do được bên viện công tố phóng thích vội vàng. Lúc này thì ông công tố trưởng Lee Hae-on dẫn phái đoàn đi vào buổi tiệc và nhìn cô nhân viên cũ ngày xưa một cái. Sau đó thì cũng tiến đến bắt tay với Han Bom. Cô nàng liền nhớ lại ngày xưa ông này đã từng dọa sẽ không cho mình phụ trách bất kỳ vụ án nào nữa và sẽ không tìm được việc làm nào khác nếu rời khỏi chỗ này. Tôi sẽ cho cô biết quyền lực của tôi là như thế nào. Han Bom bây giờ cũng bắt tay đáp lại ông ta. Ông này lên tiếng mỉa mai về tình trạng thất nghiệp của Han Bom rồi tiếp tục tiếp đón những vị khách quý của buổi tiệc. Han Bom buồn bã bước ra bên ngoài. Lúc này thì cô nàng nhận được một cuộc điện thoại. Anh cảnh sát thông báo, do anh Seo Ki-ju tha thiết muốn gặp luật sư Han quá nên tôi mới gọi cho cô. Ki-ju bây giờ ngồi trước anh cảnh sát và bị những người ở nhà thờ vây quanh vì dám trộm chiếc laptop của vị cố mục sư. Nam Gu đi đến và bảo, đã bảo là xóa đoạn phim thôi mà sao lại ăn trộm chứ. Ki-ju lên tiếng nhờ Nam Gu giúp đỡ mình ra khỏi đây, nhưng anh cựu cảnh sát quyết định phải làm theo quy định của pháp luật. Anh trợ lý Sung Ho định nhập vào người của anh cảnh sát, nhưng không làm được vì đã hao tổn quá nhiều nguyên khí khi ở nhà thờ khi nãy. Lúc này thì Han Bom cũng đến nơi, cô nữ luật sư đi đến và hỏi Kiju, lần này lại liên quan đến chuyện của ma à. Khi Kiju gật đầu thì Han Bom nói với anh cảnh sát, chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi. Anh cảnh sát yêu cầu Kiju phải bấm đúng được mật khẩu để chứng minh vị cố linh mục đã đồng ý cho Kiju mượn chiếc máy tính này. Những giáo sĩ cũng bảo nếu anh ta mở được mật khẩu thì chúng tôi sẽ công nhận anh ta vô tội. Kiju liền hướng ánh mắt vô vọng về phía ông mục sư. Đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu vị cố linh mục, nhưng ông ta bảo không thể đọc mật khẩu ở chỗ đông người như thế này được. Khi nhìn thấy Kiju lắc đầu, thì Han Bom liền nói phông lông để yêu cầu vị mục sư hãy tiết lộ mật khẩu để người vô tội được thoát án oan. Vị cha xứ cũng đọc ra từ Mai A3, viết bằng English. Kiju liền bấm gõ thì cũng mở khóa được chiếc máy tính. Một giáo sĩ nhanh tay mở một video lên, thì thấy đó là một MV của nhóm nhạc A3. Ông mục sư nói với Kiju, điều tôi mong muốn là cho mọi người trên thế giới này biết là tôi rất thích A3. Tôi muốn ký ức cuối cùng của mình là cùng mọi người thưởng thức tiết mục của họ. Lúc này thì bản nhạc sôi động của A3 cũng vang lên, khiến những người ở đồn cảnh sát bắt đầu nhún nhảy theo âm nhạc. Vị mục sư cũng chiêu theo với những bước nhảy vô cùng điêu luyện, sau đó thì cùng mọi người nhảy theo bài hát và phô diễn những bước nhảy của nhóm nhạc A3 vô cùng choáy. Người bà của Han Bom bây giờ ngồi nhớ lại những lời nói vô tình mà mình đã nói với đứa cháu của mình và tự trách bản thân. Một mình nó phải chịu nỗi đau khổ bị người khác vùi dập mà chẳng thể thanh minh với mình được, vậy mà mình còn nặng lời với nó nữa. Sau khi được thả tự do thì Han Bom rủ Kiju hãy đi nhậu cùng mình. Khi nghe Han Bom hỏi anh thích uống rượu hay bia, thì Kiju bảo tôi chưa từng uống loại nào cả, vì khí lực của tôi sẽ yếu đi nếu say xỉn, khi đó thì sẽ dễ bị tấn công hơn. Han Bom bảo tôi cứ nghĩ nếu mình thấy được ma, thì sẽ được chỉ cho cách để mua vé số hay cơ hội đổi đời chứ. Sao anh có thể sống vô vị như thế được? Cô nàng rót cho Kiju một ít rượu và bảo, bây giờ anh đang ở trong vùng an toàn của tôi rồi. Có muốn uống thử không? Kiju vẫn từ chối và bảo cô chưa đồng ý bảo vệ tôi mà. Han Bom tìm cách từ chối và kể bí mật của mình cho Kiju nghe. Thật ra tôi bị đuổi việc khỏi viện công tố rồi nhưng tôi không dám nói cho bà tôi biết. Tôi đã phán đoán sai và thả tự do cho một người khiến người đó phải chết. Người như tôi mà có thể bảo vệ được cho ai chứ?
Tính ra đây là lần thứ ba chúng ta gặp mặt nhau ở sở cảnh sát và cả ba lần anh đều dính dáng đến pháp luật. Tôi nghĩ anh sẽ phải đến nơi còn nguy hiểm hơn sở cảnh sát nữa. Tôi biết anh khẩn thiết với cái vòng tròn đó đến mức nào, nhưng sau này tôi vẫn phải tiếp tục sống như một công dân lương thiện. Sau đó khi bà của Hanbom bước ra khỏi nhà, thì thấy đứa cháu gái đang ngủ gục trên ghế, nên liền đánh thức Hanbom dậy và kêu cháu hãy dọn dẹp cái lều đi. Vào trong nhà mà ở, Hanbom nghe thấy thì hứa cháu sẽ dọn trong 1 phút 30 giây thôi ạ. Sau đó thì cô gái đáp vào lòng người bà của mình trong căn nhà ấm cúng. Bây giờ thì bà cũng yêu cầu Hanbom hãy ra gian hàng và phụ bán bánh gạo cùng bà đi, nhưng Hanbom lúc này lại từ chối và bảo hôm nay cháu thấy mình xấu tính lắm. Rõ ràng cháu biết là người ta cần cháu, nhưng vì sợ nguy hiểm nên cháu đã nói lời từ chối, tự nhiên cháu thấy buồn lòng quá. Người bà liền an ủi, nếu có gì khó sống quá thì cứ trở về với bà nhé, cục giang của bà sẽ nuôi cháu cho đến khi chết đi luôn. Ngày hôm sau thì bà của Hanbom đem những phần bánh gạo đi gặp cô chủ gian hàng bán kem và yêu cầu cô gọi điện cho anh trai chồng hỏi xem cái ông công tố viên trưởng nổi danh là ai vậy. Sau đó thì bà của Hanbom cầm một túi quà nhọc nhằn đi đến viện công tố, nhưng bây giờ thì bà lại thấy cơ thể của mình khó chịu vô cùng. Bà lão đi vào bên trong và nói với cô lễ tân. Tôi muốn gặp công tố viên trưởng Lee Hai-o vì tôi có một thứ muốn gửi cho ông ấy, nhưng cô lễ tân lại từ chối do không có lịch hẹn trước. Bà lão liền nhờ cô ta hãy chuyển hộp bánh gạo đến ông công tố trưởng giúp mình. Lúc này thì bảo vệ cũng đi đến, ông công tố trưởng đi vào, bà của Hanbom cũng gật đầu chào ríu rít. Nhưng lại bị bảo vệ lôi ra bên ngoài, ông công tố trưởng khi nghe bà lão gọi, Hanbom nhà tôi, thì liền ngoái lại nhìn, sau đó thì tiếp tục bước đi. Người bà bị dẫn ra ngoài và bị bảo vệ đuổi khéo đi, bà của Hanbom tự hứa sẽ đến đây vài lần nữa cho đến khi ông ấy chịu gặp mình thì thôi. Sau đó thì nhanh chân chạy đi để kịp lên chuyến xe buýt, người bà ríu rít cảm ơn tài xế vì đã dừng xe lại đợi mình, nhưng khi vừa bước lên xe thì bà lại bị choáng váng và té về phía sau. Rồi đập đầu xuống bậc tam cấp, khi được người đi đường đánh thức tỉnh dậy, thì bà của Hanbom định thu dọn hộp quà, nhưng rồi cũng ngã xuống. Hanbom bây giờ đang nói lời tạm biệt một vị thân chủ, cô nàng rất hí hửng khi hôm nay mình nhận được đến tận 3 vụ biện hộ. Sau đó thì nhận được điện thoại từ bà của mình, cô nàng vui vẻ bắt máy điện thoại, nhưng lại nhận được tin dữ từ phía đầu dây bên kia, nên liền tức tốc chạy đi. Kiju bây giờ đang treo bức ảnh ông mục sư nhảy múa cùng những giáo sĩ khác lên tường và tiếp tục đánh dấu một ngày nữa trôi qua. Và quyết định sẽ không làm phiền cô luật sư Hanbom kia nữa. Đột nhiên anh chàng nhìn thấy sự xuất hiện của bác chủ nhà nên liền bảo, cháu hẹn bà mai mới tới lấy hình mà. Sau đó thì mới nhận ra cánh cửa mà bác ấy đi tới lại là cửa sau. Kiju thông báo trong 3 ngày bác lưu lại đây, bác có thể chụp một bức ảnh hồi ức cuối cùng. Người bà liền bảo dù sao cậu cũng từng chụp cho tôi một bức ảnh cuối cùng rồi mà, nhưng có một điều khiến tôi còn vướng bận trong lòng nên chưa thể ra đi ngay được. Hanbom bây giờ đứng trước một ngã tư và bước sang đường, sau đó thì ngồi quỵ xuống vì quá tuyệt vọng. Khi đã hết thời gian sang đường nhưng cô gái vẫn ngồi khóc tại chỗ, Kiju liền xuất hiện và dẫn Hanbom đi vào lề đường. Hanbom liền hỏi anh thấy bà tôi à, anh mau nói cho tôi biết là không phải như vậy đi mà, và linh hồn bà của Hanbom cũng đang đứng ở gần đó. Sau đó thì Kiju cùng Hanbom đi đến bệnh viện, cô gái đi vào để nhìn mặt bà mình lần cuối, thì cánh tay của bà cũng buông lơi xuống. Hanbom liền cầm lấy tay bà rồi bật khóc thảm thiết và không thể tin là bà của mình đã ra đi mãi mãi. Linh hồn bà của Hanbom đi về tiệm chụp ảnh, Sung Ho bây giờ cũng nhận ra khách hàng tiếp theo của tiệm chụp ảnh chính là bà của cô Hanbom. Người bà yêu cầu cậu thanh niên có gương mặt dữ dằn kia hãy mang ra một chiếc ghế cho tôi ngồi nào, sau khi đã có ghế để ngồi. Thì bà lão tiếp tục yêu cầu Nam Gu hãy mang trà ra cho mình uống. Sung Ho cũng kể cho bà lão nghe, thật ra anh chủ tiệm của bọn cháu có việc nhờ cô Hanbom giúp đỡ. Kiju ngồi ở nhà tang lễ ở bệnh viện, thì hai anh cảnh sát đi đến, lúc này thì Hanbom cũng bước ra. Và lên tiếng dặn dò Kiju, nếu anh thấy bà tôi thì anh phải gọi ngay cho tôi đấy nhé. Sau đó thì Kiju cũng ra về và nhớ lại. Hồn ma của người bà đã yêu cầu mình không được kể lại cho Hanbom biết tôi đã đến đây tìm cậu. Người sống có việc của người sống, Kiju tự nhủ đó là mong muốn của người đã khuất nên phải làm theo thôi mà. Cảnh sát đưa cho Hanbom túi đồ mà người gọi cấp cứu đã giữ lại cho bà của cô nàng. Cùng một hộp bánh gạo cỡ bự, Hanbom mở hộp ra và rất thắc mắc, bà mua nhiều bánh gạo thế này để cho ai vậy? Buổi sáng đó thì bà của Hanbom đột nhập vào nhà anh chủ tiệm chụp ảnh Kiju và yêu cầu chàng trai phải giúp mình vì chỉ còn có 3 ngày nữa thôi. Nghe nói cậu đang muốn tạo ấn tượng tốt trước mặt Hanbom nhà tôi, nếu cậu chịu giúp đỡ thì tôi sẽ nói tốt cho cậu. Ở nhà tang lễ bây giờ thì cô nhân viên tư vấn cho Hanbom chọn những đồ vật để giúp đưa tiễn bà mình về nơi chín suối. Khi cô nhân viên hỏi cô đã thông báo tin buồn chưa, thì Hanbom bảo điện thoại của bà có mật khẩu nên tôi chưa thông báo được cho bạn bè của bà. Cô nhân viên tiếp tục hỏi cô đã có di ảnh cho bà chưa, thì Kiju xuất hiện và thông báo mình có hình của bác ấy. Khi Hanbom tỏ ra nghi ngờ thì Kiju giải thích, bà từng đến nhờ tôi chụp hình trước khi bà mất mấy ngày thôi. Hanbom liền mở hình của bà mình ra xem và hỏi những ai được vào tiệm ảnh của anh vậy. Kiju bảo nó nằm trên con đường xuống suối vàng. Chỉ những người có khao khát mãnh liệt đi tới cuối con đường, quay đầu lại thì mới có thể thấy được.
Bà của cô đã sống một cuộc đời không hối tiếc nên bà sẽ không cần phải ghé nơi này làm gì nữa. Sau đó thì Kiju tư vấn cho cô nàng chọn những món đồ yên nghỉ cho bà của Hanbom và bảo, tôi vẫn luôn chuẩn bị cho việc này nên có tí am tưởng. Một lúc sau thì Hanbom ngồi một mình trong phòng và tiếp tục dò mật khẩu điện thoại của bà và thì thầm, bà thích tiền mà. Phải thông báo tin buồn thì mọi người mới đến viếng được chứ, bà suốt ngày cứ bảo là gieo gì thì gặp nấy mà. Sau đó thì Hanbom bỏ lại điện thoại và đi ra ngoài để tiếp khách. Đột nhiên chiếc điện thoại và túi sách đột nhiên bay lên rồi di chuyển ra bên ngoài và đến tay của anh chàng Ma Nam Gu. Anh chàng Ma Nam lấy ra một chồng sổ ghi chép và cuốn sổ danh sách tiền phúng điếu, sau đó thì giúp bà lão kiểm tra đối chiếu xem gieo nhân xong thì gặt được bao nhiêu quả. Ông Lee bán rau, ngày xưa đám cưới con ông ấy tôi mừng hẳn 100.000 won, vậy mà giờ ổng viếng có 50.000. Lão già này thiệt tình mà, Kiju mang gà rán về, sau đó thì thắp một nén nhang để làm lễ, rồi mới mời mọi người ăn. Bà lão định dùng tay lấy một chai nước nhưng không chạm vào được, Sung Ho liền giúp và yêu cầu bà lão hãy luyện tập thêm thì mới làm được. Anh chàng trợ lý định tiết lộ mối quan hệ giữa mình và Hanbom 3 năm trước đây, nhưng lại bị Nam Gu chặn họng lại, rồi đưa cho bà lão một chiếc đùi gà. Ngay sau đó thì Nam Gu đến thu dọn gian hàng bán đồ ăn vặt của bà lão, khiến những người có mặt nơi đây tái hết mặt mày, vì thấy những đồ vật cứ tự nhiên lại bay lơ lửng. Hanbom buồn bã ra bên ngoài ngồi, thì thấy bức hình vẽ hoa anh đào, nên liền nhớ mình đã từng hứa mùa xuân năm sau sẽ dẫn bà đến đảo Jeju để ngắm hoa anh đào nở. Sau đó khi cô chị Sumi đi ra để an ủi thì Hanbom bảo, em bị bà gạt tên khỏi sổ hộ khẩu thật rồi. Những người khác không ngại vượt qua con đường hiểm trở để mong gặp lại người thân của mình, nhưng bà của em dường như chẳng muốn gặp em nữa. Cũng đúng thôi vì suốt ngày em cứ làm bà phải buồn lòng mà, em cứ nghĩ xuân đi rồi xuân lại đến, nhưng lần này thì lại không kịp nữa rồi. Hanbom đi vào phòng thì không thấy điện thoại và túi của bà đâu nữa, nên cùng cô chị tiền bối đến xem lại camera an ninh. Thì thấy điện thoại và túi của bà đã tung bay lơ lửng ra khỏi phòng trước đó. Hanbom bảo tôi biết là ai lấy đi rồi, sau đó thì tức tốc rời đi. Bà của Hanbom bây giờ vẫn tiếp tục đối chiếu xem những người đến viếng có phúng điếu đúng số tiền mà mình từng bỏ ra trước đó không. Sung Ho thắc mắc không biết Hanbom có phải là cháu ruột của bà ấy không nữa, thật là đau lòng cho cô ấy mà. Bà lão bây giờ cũng nghe thấy và bảo kệ tôi đi. Lúc này thì Hanbom cũng mở cửa bước vào, Nam Gu định ngăn cản cô nàng mở cánh cửa bí mật, nhưng sợ chiếc vòng bảo vệ nên liền né ra xa. Hanbom đi vào tiệm chụp ảnh khiến ai nhìn thấy cũng bất ngờ, Kiju liền kéo tay Hanbom lại, nhưng cô nàng vẫn bước vào căn phòng. Nhưng không thể nhìn thấy được hồn ma của bà mình, Hanbom đưa bức ảnh lên và hỏi đây không phải là bức ảnh bà đã chụp trước khi mất phải không? Anh đã lấy điện thoại của bà và thông báo tin buồn nên mới có nhiều người đến viếng như thế, bà tôi đâu rồi? Khi Kiju ngăn Hanbom lại, thì chiếc vòng bảo vệ cũng hiện lên, người bà định tiến đến thì bị vòng bảo vệ hất văng thật xa và làm rơi đồ đạc xuống. Hanbom nhìn thấy tấm hình chụp của hai bà cháu nên biết chắc chắn là bà mình đã tìm đến chỗ này và tiếp tục hỏi Kiju bà tôi đã ở đâu. Sao anh lại nói dối tôi, bà của tôi không muốn gặp tôi sao? Kiju liền ngăn cản người bà tiến đến. Hanbom cũng biết là bà đang đứng ở bên cạnh mình nên liền hỏi, bà không muốn gặp cháu sao? Nhưng không sao cả, bà ơi chúng ta đi ngắm hoa cùng nhau đi, kể từ giờ với cháu không còn mùa xuân nữa rồi. Hanbom về nhà rồi chọn cho bà của mình những bộ đồ phù hợp để đến đảo Jeju ngắm hoa cùng mình, sau đó thì nhờ Kiju hãy chọn xem bộ đồ nào bà của mình sẽ thích hơn. Hanbom rủ bà hãy cùng cháu đến đảo Jeju để cùng ngắm hoa cẩm tú cầu đi, người bà liền đạp chiếc vali một phát và bảo, khách viếng đang đến rồi, cháu định bỏ tiền mồ hôi xương máu của bà đi đó hả? Cậu mau chuyển lời đến nó giúp tôi đi chứ. Kiju chuyển lời và yêu cầu Hanbom hãy đến túc trực ở tang lễ. Khi thấy cô cháu gái vẫn tiếp tục thu xếp đồ đạc thì người bà rất tức giận, khiến hệ thống điện trong ngôi nhà cũng chớp tắt theo. Người bà tiếp tục kể ra danh sách những món tiền mừng đám cưới sinh nhật đầy tháng mà mình vừa mới đi tháng trước. Kiju bảo bà đi tiền hiếu hỉ cũng nhiều nên muốn cô phải nhận lại. Hanbom liền bảo đối với bà số tiền đó quan trọng lắm sao, chết rồi bà có mang theo được không? Cả đời bà chỉ biết mỗi tiết kiệm, bà chỉ dám mua quần áo ở chợ 10.000 won được 5 cái để mặc, chưa một lần nào bà dám ăn bữa cơm 5.000 won. Vì nuôi nấng cháu mà bà chưa một lần được ngắm hoa đàng hoàng trong mùa xuân cả. Nếu lần này cháu không đưa bà đi ngắm hoa thì sẽ không còn cơ hội nào cùng nhau nữa đâu. Người bà cũng đáp, suốt 20 năm qua bà luôn bận rộn để nuôi cháu thành người. Đúng là bà chưa từng được đi ngắm hoa lần nào dù bản thân bà rất muốn. Nhưng số tiền bà đã gieo là tiền xương máu của bà muốn mang hết số tiền cúng ma đó theo để được sống sung túc dưới suối vàng được chưa? Nếu cháu không muốn chịu tang bà thì cháu cứ sống theo cách cháu muốn đi. Hanbom cũng nghe được những lời này thông qua Kiju nên liền ngồi quỵ xuống và tự trách bản thân mình. Vì bận chăm sóc tôi nên bà chưa một lần được đi ngắm hoa, tất cả đều do tôi mà ra. Sau đó thì Hanbom quyết định quay về tang lễ để hoàn thành ước nguyện của bà. Hanbom đến buổi tang lễ thì thấy cô chủ gian hàng bán kem đang lấp ló bên ngoài. Khi Hanbom mời cô ta hãy vào bên trong để dùng bữa, thì cô ta lại vội vã ra về. Sau đó thì bà cô này quay lại nói với Hanbom, nghe nói bà đã bị như vậy trước viện kiểm sát. Cô cảm thấy tội lỗi vì đã lỡ nói ra chuyện cháu bị đuổi việc ở viện kiểm sát.
bà cháu đã hỏi cô tìm giúp tên của ông công tố viên trưởng ở đó. Cô không ngờ là bà cháu lại đến viện kiểm sát tìm ông ta. Đây là tiền phúng điếu của cô thật lòng xin lỗi cháu. Han Bom ngồi buồn bã và nhớ lại bà đã từng rủ mình đi theo bán bánh gạo cay cùng bà. Hóa ra bà đã biết tất cả nhưng lại giả vờ như không biết gì. Sau đó thì cô bạn Ji Won đang đi du lịch vòng quanh thế giới trở về để viếng tang lễ bà của Han Bom. Cô nàng liền bật khóc và nói với cô bạn. Bà biết hết những chuyện mà mình giấu bà rồi. Từ việc mình bị đuổi việc đến chuyện mình không nhận được vụ án nào. Tất cả là tại mình mà bà mới phải ra đi. Sau khi đã được hai cậu ma nam đối chiếu và sao kê tất cả danh sách phúng điếu, thì người bà cảm nhận đến lúc phải ra đi rồi, nên liền nói với cậu chủ tiệm chụp ảnh. Tôi sẽ ra đi một mình vì giờ tôi đã yên lòng rồi. Ki-ju liền thuyết phục bà lão hãy nói lời từ biệt với Han Bom trước khi ra đi. Nhưng người bà lại bảo tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ không hối hận đâu. Ki-ju cũng buộc phải đồng ý yêu cầu rồi đi ra ngoài. Ở tang lễ bây giờ thì Han Bom đang mơ màng do quá mệt mỏi. Đột nhiên cô nàng nhìn thấy bà của mình bước đến nên cô nàng liền nói lời xin lỗi. Người bà liền ngồi xuống và vuốt tóc đứa cháu gái của mình, nhưng đó lại là anh chàng Ki-ju. Sau đó thì Han Bom gục ngã luôn trên vai của anh chủ tiệm ảnh và luôn miệng lẩm bẩm bà ơi cháu xin lỗi. Ki-ju bây giờ mới nhớ lại bà của Han Bom từng đứng trước gian hàng bán đồ ăn vặt và nói với mình. Nhờ chiếc xe tải này mà tôi mới nuôi nấng được Han Bom nên người, vì sợ không có người chăm sóc con bé ở nhà, nên ngay từ nhỏ Han Bom đã luôn đi theo tôi mỗi khi tôi buôn bán. Dù tôi không chết đi thì tôi cũng chỉ sống được 5-10 năm nữa, có khi còn trở thành một bà già lú lẫn, tôi chỉ mong tương lai của Han Bom không phải cô đơn một mình. Nên tôi mới siêng năng đi đủ tất cả các đám hiếu hỉ, từ đám cưới cho đến đám ma chay, tôi đều dự và ghi chép lại cẩn thận số tiền hiếu hỉ. Vì nếu những người còn nhớ tới tôi thì cũng sẽ nhớ đến Han Bom, dù tôi có còn trên cõi đời này hay không. Sau đó thì bà lão yêu cầu Ki-ju hãy vứt quyển sổ nhật ký đi dùng mình. Và nhờ vả Ki-ju thỉnh thoảng hãy để mắt đến Han Bom. Bây giờ thì Ki-ju quyết định để quyển sổ nhật ký xuống rồi đứng dậy và nói, cháu đã bỏ đi theo đúng ý bà rồi đấy. Một lúc sau Han Bom tỉnh dậy và nhanh tay mở quyển nhật ký ra xem. Bà của Han Bom mặc một bộ đồ mà đứa cháu gái đã mua cho mình bằng tháng lương công tố viên đầu tiên để chụp một bức ảnh cuối cùng. Sung Ho cũng thông báo anh chủ tiệm chưa bao giờ chịu chụp ảnh ngoài trời đâu, bà là trường hợp đặc biệt đó ạ. Sau đó thì người bà được Nam Gu dẫn đi đến gian hàng ăn vặt của mình. Và đã có một con đường hoa cùng một cây hoa anh đào nhân tạo và một màn hình đang trình chiếu những hình ảnh của mùa xuân đã được chuẩn bị sẵn. Bà của Han Bom bước đi trên con đường hoa thì những bông hoa cũng bay phấp phới trước gió tuyệt đẹp, y hệt như khung cảnh của một mùa xuân. Han Bom bước ra từ phía sau cây hoa anh đào và bảo, chào mừng bà đã đến với lễ hội hoa anh đào ban đêm của cháu. Khi người bà tỏ ra bất ngờ thì Ki-ju liền nói, Han Bom đã mang mùa xuân đến đó bà. Vì trước đó khi đọc được quyển nhật ký của bà thì Han Bom nhận ra bà của mình đã ghi chép lại toàn bộ những kỷ niệm khi nuôi mình lớn khôn. Từ việc lần đầu tiên mình ăn bánh gạo, tới việc mình cài hoa cẩm chướng cho bà, và cái ngày đầu tiên mà mình tổ chức sinh nhật cho bà. Thì bà cũng đã ghi lại ngày tháng cẩn thận, ngày mà mình được đậu tuyển chọn để trở thành công tố viên cũng là một ngày hết sức đặc biệt đối với bà. Khi đã biết mình đã bị đuổi khỏi viện kiểm sát thì bà đã ghi lại lời động viên và hứa sẽ bảo vệ mình đến hơi thở cuối cùng. Sau đó thì nhìn thấy tờ giấy mà Ki-ju đã để lại thông báo thời gian sẽ tiến hành chụp ảnh lần cuối cho bà, Han Bom đã tức tốc rời khỏi nơi tổ chức tang lễ. Han Bom ngồi cùng với Ki-ju để chọn ra video đẹp nhất về hình ảnh mùa xuân. Sau đó thì Ki-ju và anh chàng Nam Gu đã đi đến một tiệm hoa và thu gom rất nhiều hoa tại nơi này, rồi cả hai đẩy hai xe đẩy ra về, khiến những người nơi đây rất bất ngờ khi có một chiếc xe lại có thể tự động di chuyển đi. Tất cả bắt đầu thiết kế đường hoa cùng màn hình lớn để trình chiếu hình ảnh của mùa xuân. Sung Ho tập hợp được một đội quân hồn ma và ai cũng cầm một giỏ cánh hoa trên tay. Sau đó thì Ki-ju bắt đầu thắp nhang để dâng đồ ăn cho những linh hồn này để họ có tinh thần mà làm việc. Chính vì vậy khi người bà tiến đến, thì Sung Ho đã ra lệnh cho nhóm hồn ma này hãy rải hoa xuống để có một quang cảnh tuyệt đẹp, như thể mùa xuân đang đến. Ki-ju bây giờ bắt đầu mở máy ảnh ra. Sau đó thì nhấn nút một cái, Han Bom mở mắt ra và đã có thể nhìn thấy được linh hồn của bà mình. Cô nàng nắm tay bà mình và nói lời xin lỗi, cháu không phải là cô bé tài giỏi mà bà đã ghi trong nhật ký đâu. Cháu đã bị sa thải khỏi viện kiểm sát, mặc dù bà đã nuôi nấng cháu rất tốt nhưng cháu không thể làm cho bà vui được. Cháu xin lỗi bà, người bà cũng dặn dò cháu luôn là niềm tự hào số một của bà, nên từ giờ cứ ngẩng cao đầu mà sống nhé cháu. Bây giờ chúng ta đi ngắm hoa nào, sau đó thì Han Bom nằm trên đùi của bà mình và cùng nhau nhìn về màn hình. Người bà tiếp tục nói, nhờ có cháu bên cạnh mà bà đã được cười rất nhiều và có một cuộc đời hạnh phúc. Đứa cháu yêu quý của bà, cháu đừng giữ bà trong ký ức lâu quá. Đừng nhớ nhung và đau lòng quá lâu đó nhé cháu yêu của bà. Lúc này thì Ki-ju cũng thông báo. Bây giờ tôi sẽ chụp bức ảnh thứ hai, người bà buộc tóc lại cho Han Bom và nhận bó hoa từ cháu gái của mình. Rồi Ki-ju cũng nhấn nút và hình ảnh của người bà cũng bắt đầu tan biến đi, khiến Han Bom bật khóc nức nở và nhận bức ảnh mà cả hai bà cháu vừa chụp cùng nhau. Kết thúc buổi chụp ảnh thì Nam Gu hỏi anh chủ tiệm ảnh. Lần đầu tiên cậu bỏ ngoài tai yêu cầu của khách hàng và chấp nhận chụp ảnh ngoài trời với đầy các rủi ro. Cậu có ý gì khác với cô gái đó sao?
Kizu giải thích vì tôi mắc nợ phiếu tích điểm của cô ấy thôi. Và trước đó thì Kizu đã cố thuyết phục bà của Hanbom và kể về người chú chưa kịp nói lời từ biệt của mình. Tuy đã 20 năm trôi qua nhưng cháu vẫn hối tiếc vì mình chưa kịp từ biệt chú. Nếu cô ấy không thể từ biệt bà thì cả đời này cô ấy sẽ bị lạc lối mất. Người bà liền bảo Hanbom của tôi là người sống sót duy nhất sau vụ tai nạn xe hơi. Nó đã tận mắt chứng kiến bố mẹ mình qua đời. Nó cảm giác tội lỗi vì chỉ mình nó được sống sót nên nhất quyết không xóa vết sẹo trên cổ tay. Nếu tôi có xuất hiện thì tôi cũng là người đã chết rồi. Tôi không thể để nó trải qua cơn ác mộng đó thêm lần nào nữa. Kizu bây giờ cũng thắc mắc tại sao mình lại không làm theo lời của bà lão khách hàng. Ngày hôm sau Sung Ho đứng đợi để chào Hanbom thì bị cô ta đi xuyên qua người. Sau đó thì Hanbom thông báo với Kizu. Tôi vẫn cho anh thuê ngôi nhà này. Tôi sẽ cho anh số tài khoản. Cảm ơn anh vì đã giao cho tôi cuốn sổ. Khi Kizu bước đi thì Hanbom liền gọi lại. Sau đó cô nàng nhìn thẳng về hướng của Sung Ho và nói, tôi sẽ nhìn thấy ma cho tới khi nào. Trợ lý Go Sung Ho, bây giờ tôi xác nhận là chưa từng xem mắt với anh lần nào cả. Không phải anh Kizu bảo chụp hình xong là sẽ không thấy ma nữa sao? Tôi thấy một bé gái đang ngồi ở đằng kia, chị gái có tóc bù xù ở cầu thang. Người đàn ông đó là ông chủ tiệm vàng bạc đã qua đời năm ngoái mà. Cô gái bay lơ lửng trên kia nữa chứ. Kizu bây giờ nhận ra chiếc máy ảnh của mình đã gây ra tác dụng phụ cho một người đột biến có 102 trên đời. Phần 1 của bộ phim đến đây cũng đã hết. Nấm Mốc Review sẽ gửi đến các bạn phần 2 khi bộ phim được trình chiếu. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ phim.